À, sắp đến giờ giải đáp, mời tất cả quý vị tập trung về thiền công thức. Bên kia có rồi, để đây nè. Đã đến giờ giải đáp, mời tất cả quý vị tập trung về thiền công thức. Giải đáp buổi chiều. Thêm cái buổi chiều ra. Nhớ dựng cái đây nè, để cho chỗ ta ngồi. Rồi trước kể còn phát người ta, ai ấy thì còn phát, chứ để rồi rồi ấy. Đây có những cái gì? Dạ, tôi tập trung lại tí xíu nên lá xong á, xong rồi khác đi về. Bây giờ ai muốn thì cứ phát cho ta trước đi, cũng dễ đá mình phát nó lộn xộn. Về để là tới cô nữ có tặng. Cô nữ đây có nha. Ai muốn lấy thì. Con lấy ghế qua đây ngồi thôi. Dạ. Để đây một hàng. Đó, để hai ba cái gì. Đến giờ giải đáp buổi chiều, mời tất cả quý vị tập trung về thiền công thức. Câu hỏi thứ nhất, khi có một vị về Phật giới thì công đức đó cũng chảy về Đức Phật Thích Ca. Vậy vị Phật dẫn tánh Phật vào tam giới và vị Phật đó về Phật giới, vị Phật đó có được công đức hay không? Vị Phật dẫn tánh Phật vào tam giới. Vậy mà về Phật giới thì Thích Ca có, còn mấy ông mà dẫn vô là không có à?
chữ nào dẫn về của ông con nó thành. Chỉ ông Thích Ca làm phổ biến thế này, còn mấy người kia trước rồi chỉ vô và chạy ra thôi, không có thua gì hết. Nhưng mà nhiệm vụ là đưa vào thì phải rước về, công đức thì chỉ ông Thích Ca giữ thôi, còn các đời trước không con không được. Đây là nhiệm vụ của mấy một vị Phật vậy. Còn nếu một vị Phật mà Phật giới muốn có công đức phải ứng thân quá thân gì vào đây hướng dẫn người ta thì người đó mới có công đức. Còn một người có nhiệm vụ dẫn vô, đưa vô, dẫn về thì không có công đức. Rồi con hỏi tiếp. Tánh Phật là thấy, nghe, nói, biết, nhưng sao tánh Phật lại xem thường quy luật luân hồi của trái đất này? Thì cái chuyện thế gian ở ngoài kia sống sung sướng quá, tưởng đâu vô đây dễ ăn. Thấy người ta có kim tánh Phật lớn thì vô đây để mượn. Thì trước khi một tánh Phật vô đây đã cảnh báo trước rồi, các vị Phật đã cảnh báo vô khó lắm, cái giới vật lý nào khó lắm. Thì trong quyển chính đã nói rồi, thì tất cả tánh Phật nói là cái chuyện thế gian mà làm cái gì là người mà làm gì được tu, tu là sáng suốt, tu biết hết là tại sao tôi phải thua. Nhưng mà nên nhớ rằng khi đã mang thân người rồi là chuyện cả vấn đề nó trong quy luật nhân quả luân hồi trong mình, rồi nó tô điểm thêm cái tánh người, nó tô điểm thêm chỗ này linh chỗ kia không linh rồi chết. Thành ra tánh Phật vô đây phải chịu, nó chịu ba cái lớp. Thứ nhất vô trước là tử cung người mẹ làm cho quên, thứ hai là tánh người nó quay 16 thứ rồi bắt đầu tánh Phật có nổ trong trống rồi đó. Rồi thứ hai nữa tạo nghiệp rồi sao đã cái ba cái phần này thì không nói gì, nhưng mà đã vô theo đại diện của Phật mà còn đi lừa ta nữa thì cái đó còn chết nữa. Thành ra đừng có mong. May mắn nhất là 10.000 năm một vị Phật ra đời để nói lại cái này. Nhưng mà ổng không nói liền khi mà ổng vào đây, mà phải đợi khi loài người văn minh lên cao ổng nói cho nghe. Nhưng mà loài người văn minh cao cỡ nào mà tiền tài danh lợi địa vị đi trước, chứ còn mấy cái tiền cái giải thoát dường như không cần, mang kim thân Phật không cần, mà mang cái thân người sướng hơn. Thân Phật không có sướng là nó mới không cần vậy. Xem thường cái nhân quả này, trừ người nào sợ nhân quả mới sợ cái thân người. Thì bây giờ mình suy nghĩ này, tất cả những người ở thế gian này đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, giác ngộ là hiểu biết, mà có ai vô tu hay giả ngộ không? Ai vô vô để nói này nói kia để kiếm tiền, chết thì chết cái chỗ này. Vì thế mà đời này đời kia rồi nó dính cứng ngắc, thành là khó mà thoát ra quy luật này lắm. Thành ra nó đúng là tại vô quy luật này thì phải chịu quên đi, chứ tánh Phật mà không quên thì chắc chắn về nhanh, tại nó bị quên. Thành đã bắt buộc phải đi theo cái quy luật nhân quả của thế đó. Rồi con hỏi tiếp. Con được mẹ mang thai 12 tháng là có nguyên do gì sao? Mang thì đúng là 9 tháng 10 ngày, hoặc là sớm thì gọi là kêu bằng sinh sớm, sinh muộn gì đâu, cái này thế giới vật lý của nó, chứ là không có quan trọng gì cái vấn đề mà chúng ta giác ngộ vậy thôi. Còn cái câu nói là mẹ sinh con mang thai 10 tháng chứ không phải 12 tháng, 9 tháng 10 ngày được xếp vào lần 10 tháng cực khổ giường, thì phải nhớ là phải cảm ơn với cha mẹ. Đây là cái bài của Đức Phật muốn về cái báo hiếu trong cái cuộc sống này, làm cha là mẹ mình sinh ra con thì sao 9 tháng 10 ngày cực khổ bao nhiêu mà bây giờ ra mình không nhớ, thì bắt buộc phải nhớ. Đây là cái chữ hiếu trong đầu Phật, mà đạo Phật trước mắt tu thì phải có chữ hiếu, kể cả thiền tông cũng phải có chữ hiếu mới tu mới giải thoát được. Còn nếu thiền tông mà mất hiếu rồi thì khó mà tiếp cận với thiền tông. Tất cả những người mà tu bất cứ tu về vật lý hay là phi vật lý mà đã mang cái đầu bất hiếu rồi khó mà tiếp nhận, đừng khó mà tiếp nhận phước đức, chứ đừng nói là công đức cực kỳ khó.
mình thấy tưởng công đức nó dễ vậy nhưng nó cực kỳ khó. Mò kim đáy biển còn dễ hơn cái tạo công đức. Ông Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa rồi. Giờ con hỏi tiếp. Trong sách Đức Vua Trần Nhân Tông có nói: người nào tạo nghiệp âm quá dày, người này tâm họ không sáng suốt. Người nào tạo nghiệp dương quá nhiều, người này chấp ngã quá to nên họ cũng không sáng suốt. Vậy nghiệp âm và nghiệp dương là như thế nào? Thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Âm thì nó chìm khi ra đất, dương đi ra khỏi. Bây giờ mình hiểu cái này, ông Phật có nói là mình ngu quá thì sao, thì nó này đần quá, còn cái giàu quá thì nó chấp ngã. Cái có nghĩa là người ta giàu nó không, nó xem thường. Đa số những người giàu họ rất xem thường người nghèo. Có cái ngã chấp của ta, đây là thế giới vật lý giữa âm dương. Bây giờ nên nhớ là cái ông mà ở nhà lầu nó khác với ông ở nhà lá. Có khi nào mà ông nhà lầu xuống nhà lá chơi hoặc còn nó đảo ngược mà nhà lá có dám lên nhà lầu không? Nó không có được. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả, thế gian nó là vậy. Vô đây đẳng cấp trước nhất. Tại sao người ta mặc cái áo đủ được rồi mà tại sao phải đổi hàng hiệu? Sống về đẳng cấp thế gian này là thế gian nghĩa là gì? Tiền tài danh lợi là giải quyết tất cả những gì nơi thế gian này. Thành ra thế gian này nó khó là chỗ này. Bây giờ nếu mà trường hợp mà đã nói là ông Phật nó 10.000 năm mới ra, mà bây giờ cái này có nhiều người tại sao đi tìm cái này mà nghe tới chứ không chịu. Họ nói họ giỏi hơn, hỏi hơn mà hỏi họ giải thoát sao không biết. Mà rất quý cái thiền tông đúng. Bây giờ ông Phật cũng nói ra chỉ có 7% hiểu thôi. Rồi thôi rồi sao thời gian nó đi qua, muốn về con giới không dễ đâu. Trước mắt rồi mà còn chưa chịu sử dụng giờ đợi gì nữa giờ. Thì cái này thế giới này nó gọi là thế giới nhân quả vật lý âm dương, phải là nó quan trọng nhất. Mà học đạo Phật là phải hiểu cái trái đất này là cái gì, nhân quả trên này là cái gì, rồi những người xưng này xưng kia là cái gì, mình phải hiểu. Hiểu được thì mới hiểu cái tiền tông này, còn không hiểu căn bản này chắc chắn phải lại xóa đầu luôn đó. Đó, phải hiểu nguyên tắc này. Đây là pháp môn giải thoát rõ ràng. Chưa có chùa nào dám tuyên bố là vậy vậy đó. Mà tại sao chùa chút xíu mà dám la ông sùm nhưng mà nó la nó cũng phải bài bản chứ không phải nên muốn nói gì nói. Giờ con hãy tiếp đi. Lúc trước thầy nói ai không xui kệ được thì bắt chước các vị tổ, nhưng sau thầy có nói là ai ăn cắp thơ kệ như vậy là tự hại mình. Cái này nương kệ khác, ăn cắp kệ nó khác. Ví dụ bây giờ mấy ông tổ ta đọc cái đó đó, mình bắt đầu mình bắt dịp ông này gọi là bắt dịp cho mình thì được, cái gọi là bắt dịp. Còn ăn cắp khác, ăn cắp toàn bộ người ta đem lên rồi nói của mình đâu được. Nhưng mà nguyên tắc nha, truyền tiền đúng người ta truyền cho mình, nhưng mà người ta đánh giá ăn cắp người ta gọi là đạo văn. Ăn cắp toàn bộ mới là ăn cắp. Và nghe là kêu bằng mấy ông tổ bất nhiệm bất nhiệm ca, nhờ cái đó bắt đầu lên mình đưa ra bao nhiêu rồi nữa mình cắt gì, có thể lấy ông mấy câu đầu thôi. Đây là gọi là bất nhiệm chứ không phải là ăn cắp. Nhờ mấy ông không phát giảng vậy, giảng sao ông nói vậy, không lẽ nói đúng với ông rồi nói mình đã cấp ông. Tại cái thế gian này rất được quyền làm này, chứ đừng có tưởng ăn cắp là ăn cắp trọn bộ, còn bắt gì ngoại dài câu đầu thôi. Rồi hỏi tiếp. Trước đây con có theo một vị thầy tại gia, nhờ vị thầy này con mới biết về đạo Phật. Nhưng khi nghe về pháp môn này con rất là thích. Khi nhìn lại khoảng thời gian theo vị thầy ấy, không, nó không ăn nhập với pháp môn này, thì con xin hỏi con xa rời vị thầy ấy, con bị gì không? Con xin cảm ơn. Ông Phật là câu nói một cái câu thế này nè. Khi mà chánh pháp ra đời ở đâu, dù ở đó người ta đuổi cũng phải chạy theo mà học. Còn nếu mà không phải chánh pháp á,
năn nỉ ở lại cũng trốn đi. Thì mình bỏ rồi có tôi đi theo chánh pháp. Bây giờ còn muốn sợ khỏi mít lòng thì nói vậy. Nói giờ thầy cũng dạy giải thoát rồi, cái chỗ này giải thoát con thầy theo. Chào ổng cái, con thấy cúng gì cho ổng nghe, cúng cho ổng cái rồi đi luôn. Gọi là mình cúng tiễn ra, mình xin xuất ra, xuất ra cũng phải cúng cho ổng, mình cúng kiểu gì đó là mình biết. À, chứ nên lát nghèo có gì, chỗ nào dạy giải pháp tôi đến tôi học, có vậy đâu, đâu còn là đâu giải thoát. Mà thầy có không dạy giải thoát thì không, con cảm ơn thầy cu mang con thời gian bao nhiêu thì tôi cũng không con lên chỗ này. Còn nếu thầy muốn đi theo con thì đi, rủ ông đi theo luôn, cho ông biết rằng bây giờ người ta dạy vậy đó, thầy có khả năng hơn, thầy lại hỏi người ta có thể đả kích chửi cũng được, không thành vấn đề. Có thể là ngoan tận gốc cái thiền tông này ra, có phải là đúng chân thật hay là không, hay là đặt chuyện đặt điều mời ông dạy thì sẽ ông tới đi rồi bắt đầu kiếm chuyện. Bây giờ người ta bảo là tu thiền tông phải tu bằng trí tuệ, anh đến đây là phải bằng trí tuệ, đừng có mù mờ tưởng đâu cái này có thần thông quý quá, không có đâu, chùa này có làm mà chùa này có cái nhiệm vụ là nói bằng sự thật chỉ con đường luân hồi và chỉ con đường trở về Phật giới. Cái chùa thiền tông đơn diệu nó có nhiệm vụ vậy thôi chứ không gì khác hơn, mà cũng không nói xấu ai, cũng không ấy, nhưng mà có nghĩa là nhiều cái người mà ta nói chùa Tân Diệu thì tôi phải nói ra ông đó không nói vậy đó, là tôi đâu có tôi có buồn ổng đâu, là tại vì ổng là tánh người thì nói vậy sao, chứ mình đâu có nói ổng chửi tôi ghét không, chửi tôi cảm ơn, tại vì cái đạo Phật ổng nói chắc đúng, ổng nói không ai chấp nhận đâu, nói ra ta chửi thì đúng là có người chửi, chính ông Phật còn bị chửi chứ mình thua vậy đó. Thì ổng chửi ông Phật đâu có buồn đâu, ông bỏ đi hết ông Phật đâu có buồn đâu. Trên 7.000 người mà đi hết thì còn có 1.000+ ở lại chửi là ông Ma Dương. Rồi sao? Đâu đó thì ông cũng cười thôi. Tại vì ông nói tại vì cái bản chất con người nó là vậy. Còn ở đây người ta giải thích mà mất quyền lợi người ta chửi. Tôi tiến sĩ mà tôi còn chưa dám nói, ông có bằng gì đâu dám nói với người ta. Bởi vì cái chấp, cái kiến chấp của con người đó chỗ vậy. Thì đây là tánh người thì thôi. Vậy trong cái lúc mà cái kịch bản về truyền thiền đã nói là tánh người nó là vậy, còn tánh con hồn nó nói khác, tánh vật nói khác, có ba cái loại tánh đó, phải hỏi vậy, phải hỏi hiểu cho rõ. Cái gian này là phải chấp nhận gian ác, chứ không phải mình hiểu thì mình biết, mình đừng có buồn người ta. Bây giờ con suy nghĩ nè, cái con chó nó chưa ngồi dưới nhà con, tới nhà người ta, tới nhà ta này nó sủa, là cái chuyện nhiệm vụ nó sủa, không lẽ chó sủa mình buồn đó. Còn người ta có cái nhiệm vụ người ta giữ cái này mà mình chửi người ta là đúng rồi, cái nhiệm vụ người ta vậy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này chứ đừng có buồn ai nói gì nói. Nhiệm vụ tôi nói thật là 60 năm nay giấu rồi, bây giờ mới công bố nay 5/10/17 thì vài năm nữa thôi tôi nói hết thôi. Rồi sau đó tôi mới lượt lại, tôi lượt để lại, tôi đi. Có vậy thôi chứ không phải ngồi đây nói hoài. Giờ có nói cũng không được nói nữa, mà già quá nói gì nổi nữa. Rồi hả, tiếp đi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy, ông coi chừng đơn vào công. Tổ Huệ Khả bảo, con liễu liễu hành chi, xin thầy giải thích ý của câu này ạ. Trước khi mà ông Tổ Bồ Đề kiếm thiền ông Huệ Khả, thì ông Huệ Khả không nói về hiện giờ con đã dứt rồi, không có dính mắc gì hết rồi. Thì ông kia ông sợ ông không dính mắc lại về là ông vô vào cái không rồi nè. Nó không làm sao không được, con hiểu mà con thường hiểu nó, gọi là liễu liễu hằng đi, con hằng sống với cái thanh tịnh con làm sao không được. Nhưng mà cái đó không nói được, nên là cái mà thanh tịnh con không nói được mà nói gì. Bây giờ hiện giờ con dứt các duyên, chứ duyên là đi theo cái thế giới này, ông nói ông dứt hết rồi. Thì ông kia ông nói coi chừng rơi vào không. Thì ông trả lời là con liễu liễu hành đi, tức như ông Bồ Đề Đạt Ma đã xác nhận rằng cái ca đó vậy á, ta cũng vậy, ông cũng vậy, các đời Phật cũng vậy, đi vào trong con đường thanh tịnh này chứ không có đường nào khác đó. Ông xác định đây là tổ nói cho tổ nghe, còn mình ở đây thì nói là bắt chước thôi, không phải tổ. Rồi hỏi tiếp đi. Có một
cháu 11 tuổi đang học lớp 5, trước khi ngủ cháu hay đòi nghe máy thiền tâm. Khi con hỏi cháu biết gì, cháu nói ông Phật Thích Ca dạy tu. Con hỏi biết gì nữa, cháu trả lời có nhiều người ta hỏi ông thầy dạy và trả lời hay lắm đó. Vậy con cho cháu nghe thường có được không ạ? Cho nó nghe, nghe như yêu cầu đó là con phải đi học, chứ đừng có nghe này rồi đi tu luôn rồi chết á. Có nghĩa nó hiểu thì rất tốt, nhưng mà khuyên nó phải đi học, lo tròn bổn phận làm con, làm một con người ở đây. Còn muốn giải thoát nó khác, giải thoát là khi đầy đủ rồi muốn đi về thì đi. Làm một con người phải nhớ công ơn cha mẹ, gia đình, tổ quốc. Thứ nhất là tổ quốc phải lo. Tới tuổi đồng viên rồi, tới tuổi đi lính phải đi lính, chứ không phải được để cho dù khi sống đồ mình nó lại mình lo chuyện giải thoát, dạy giải thoát để cho người lớn ha, để cho người lớn lo, chứ đừng có mơ nhỏ nhỏ đó, đừng có ép nó cái nó đi lạc rồi không đó đó. Cái ông kia ông nhập vô là rồi tôi rồi, mình không biết đường đâu, mình giận rồi. Tất cả những người nhỏ này nè gọi là thích từ lúc nhỏ, coi chừng nó lớn đi sai, phải làm cha làm mẹ phải khuyên nó. Chứ không phải là lúc nào vui đầu mà cho nghe cái này là nó bỏ cái thế gian này làm được. Mười sống của thế gian phải lo cho thế gian, có gia đình phải lo gia đình, có quốc gia phải lo cho quốc gia, chứ đừng có bỏ. Thiền tông bắt buộc vậy, vì thế mà phải noi gương Trần Nhân Tông. Tuy ổng đi tu ổng hiểu rồi đó, ông tu, nhưng mà khi mà gặp Nguyên Mông xuống đánh thì sao ổng cũng phải nhậu vô ổng đánh, chứ đâu phải ổng bỏ đâu. Mình phải học cái này. Đó, thì cái này thì nó đúng ra nếu giáo nó tốt, nhưng mà cha mẹ phải kiềm, đừng có cho đi vô sâu, cho hiểu căn bản biết, đừng có mê tín, đừng có tin làm bất cứ cái gì là tốt. Còn cái chuyện thế gian học vấn là số một, vì học vấn cao thì mới sống cái cuộc đời nó khỏe hơn. Còn nếu mà không biết chữ rồi sao đây, đi làm cũng đi cũng phải bướm chứ đừng. Thế giới này phải đúng theo thế giới vật lý đó. Rồi con hỏi tiếp. Con đọc sách 36 vị tổ, mọi vị tổ đều nói lên sự giác ngộ và giải thoát mà không nhắc đến hai chữ công đức. Còn bây giờ thầy giải đáp phải có công đức thì mới giải thoát được, xin thầy chia sẻ. Bây giờ nói đúng ra mấy ông tổ này dám nói này. Thầy tổ không dám nói chữ quyền ký giáo lý luôn. Cái nhiệm vụ của ông là gì? Ông Bồ Đề Đạt Ma đem qua đây gì? Hai cái gánh á, rồi gánh cái gì đâu? Ông lẽ quấn quần áo. Cái gì mà không nói, ông nói là ông không nói là giáo ngoại biên truyền, cái này đặc biệt truyền đi. Ông hỏi gì tôi nói thôi. Mà ông lặp lại bốn chữ Đức Phật là giáo nguyện biên truyền, trực chỉ chân tánh, kiến tánh là Phật. Cái này là ông vi phạm. Tôi nói thiệt, ông vi phạm nên ông mới chết bất đắc kỳ tử, kìa nó cho biết rồi. Thiền sư Ni Đức Thảo đã vi phạm một lần đối với mấy cái ông mà ở Sài Gòn lên đây ngủ một đêm lấy được cái giáo được cái huyền ký này, mà mai là tôi về tôi chặn kịp. Còn không cái giáo lý đưa ra mà là nó phá quá toàn bộ. Nhiều ông tôi nói không nói ông nào ở Sài Gòn đó, lên đây rồi đệ bản tùm lum xưng là dòng thiền tông đã đi đến đây. Tôi không dám nói ai hiểu sâu cái này, có chùa đã nói rằng dòng thiền tông ở đây. Tại sao nắm được cái này thì về nói tầm bậy. Tôi về tôi hỏi vậy chứ. Mẹ đó là cái quyển giáo lý mẹ có đưa không? Nó không. Tao chỉ đưa cái quyền ký thôi. Cũng ráng rồi. Ông ngồi ông chết mà. Đi mười mấy người trên đi chiếc xe công nhân đất, mười mấy người mấy ông thầy lên đi chết toàn bộ này về. Mai là tôi về. Bữa đó không biết tại sao mà tự nhiên tôi không có về. Nhưng mà nó nghe trong ruột, nó nhớ chùa, tự nhiên tôi chạy về, nó hỏi là nó xảy ra cái câu chuyện gì, tôi nói chết rồi. Từ đó mới dặn lại, dù ai cái gì được, nên nhớ là cái này không phải con búa liền bây giờ đâu. Mày đi, mày nói người ta chửi mày điên đó phải không? Cái này không phải tới ngày giờ mới được. Trong kinh, trong giáo lý đã nói rất rõ. Chứ mà mình đi sớm thì ở mấy ông tổ làm sao dám nói cái này. Chỉ duy nhất chỉ có ông Trần Nhân Tâm nói là ổng được cái quyền ký này ổng ngộ à. Còn mấy kia không có nói. Ông kia là tự nhiên ngộ thôi. Chỉ ông Trần Nhân Tâm duy nhất là ổng nhập cái ông cậu ổng đưa cái quyền ký này, ổng kia đọc không hiểu.
rồi đưa ông Trần Nhân Tông cũng đọc mấy ngày sau cũng mới ngộ đạo. Duy nhất chữ pháp hiện ra là cái chỗ này là huyền ký bắt đầu, đã nói đây trước là 729 năm rồi. Về sau tôi không nói ai, 1868 có gì đã tuyên bố khôi phục Thiền Tông, mà có không gì được đâu, chỉ nói được hai danh từ Thiền Tông mà không nói được căn bản của thế giới vật lý này. Căn bản thế giới vật lý này và cái công thức tu Thiền Tông phải có cái này mới tu mới nói được, và không có là kiểu là lạm hơn. Nhưng mà thôi, cái chuyện thế gian thấy được cái gì nó đúng, mà họ thấy được cái gì họ rất mừng. Nhưng mà có một điều nói ra là kỳ trớn quá, nó không đi vào cái điểm được. Thì theo mà tôi trả lời Phúc Ân đó, tôi nói là quỷ đó chỉ là khôi phục Thiền Tông bằng hai chữ thôi, chứ cái ruột không nó không biết. Tại sao tôi dám nói vậy? Nó gài tôi mà. Rồi tôi chê ông kia là thiền sư, tôi chê giả luôn. Thiền sư không hiểu cái gì mà thiền sư cái gì. Thiền sư là trước nhất là anh phải hiểu rằng chính cái pháp môn thiền của Đức Phật dạy, rồi những cái điều mà Đức Phật dạy căn bản về cái thế giác này, thế gian này, không ai hiểu mà nói sư thiền sư cái gì. Nó phải lạm dụng. Mà Phúc Âm ở Hà Nội nó gài tôi vô cái này, nó tưởng là tôi dám mà trả lời. Tôi quốc luôn, để tôi xin lỗi cha nào. Bây giờ công bố quyền ký rồi, bất cứ ông nào hỏi tôi trả lời trăm bóc luôn. Nhưng phải có ông là hoàng, chứ không phải tôi bày đặt. Đúng rồi. Rồi ông tên gì, có biên bản, có nhiều người nghe, thu hình lại. Ông hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đấy. Chứ đừng có ngồi ở nhà đó thì tôi và tu lâu năm rồi đừng có chuyện dẹp. Lục ngũ tổ, ở lục tổ của tôi ngày nào đâu mà nghe câu kia cũng ngộ đạo. Tôi nghĩ là đừng, cái Thiền Tông này không phải đi vào cái học thức, vô học thức là bị chấp rồi, mà nó dính vào cái ngã chấp học vấn rồi thì Thiền Tông vô không được. Rồi hết tiếp đi. Trong sách có câu: để tâm thanh tịnh là miền quê xưa, sao thầy không biết để tâm thanh tịnh tạo công đức mới trở về quê xưa? Bây giờ con người ta đó, tánh Phật là tánh thanh tịnh. Mình cứ tập đi, tập trở về sống cái thanh tịnh của mình đi. Cái đó là cái đợt đầu. Nó còn thiếu một chữ: tâm thanh tịnh sẽ trở về quê xưa. Nó thiếu chữ sẽ. Bây giờ ta nói về cái văn học thì ta phải nói làm sao cho ấy thôi. Ta nói cũng phải ẩn hiện trong đó chứ. Muốn về quê xưa phải có công đức mới về, mà lúc đó thì chưa, làm sao nói công đức được. Bây giờ nói mà còn chập chờn, nói có người chịu không chịu rồi. Rồi con hỏi tiếp. Tại sao Đức Phật để tâm thanh tịnh thì ma vương không làm gì được Đức Phật? Bây giờ mình cũng vậy chứ đừng nói Đức Phật, mà thằng kia nó hù mình. Mình thanh tịnh không sợ, phát ra thì chắc chắn sợ, nó sợ nó giết mình, mà thanh tịnh rồi còn sợ gì nữa, nó muốn gì nó muốn đi. Đây là cái lực mà cái bằng cái cung thiền định nó nằm ở chỗ này. Anh thanh tịnh đi, anh ngồi thiền thanh tịnh đi, ở ngoài xin lỗi luôn, nó đánh giặc anh cũng sợ, đã thanh tịnh rồi. Khi mình sợ mình phải khởi niệm ra, mình sợ rồi trúng đạn thì mình mới sợ. Có vừa khởi ra trúng đạn, trúng thương, trúng dao vậy, thì bắt đầu mình hết hồn, bắt đầu mình nó tràn ra. Còn thanh tịnh thì thôi kể, là thì giống như mình bây giờ mình đi xuống Sài Gòn đi qua cái phố buôn bán đó, ở buôn bán về đẹp á, cứ khởi giọng ở này đẹp chưa sống rồi tới nào quay chính nè. Còn giờ thôi đi ngang thấy thì thấy kệ đó, không suy nghĩ cái gì á, thì có gì dính với mình đâu. Đi hết Sài Gòn không có dính gì hết á. Nhưng mà chỉ cần khởi niệm dính cái gì, muốn thích cái gì nó dính cái này, là cái này là cái thuật. Vậy Mã Dương làm gì thì lại nó đứng nó múa nó hù võ không cười cười vì làm gì dính không. Thì đây cũng phải vậy đó, đây là cái cung thiền định không là vậy. Phá Mã Dương, Mã Dương là gì? Mã Dương là tiền tài danh lợi, mà trong đó không có nói gì. Mà nữ, khi con mà nữ, ổng không sợ mà nữ luôn. Sợ nhất thế giới này là gì? Sợ phải ma dâm. Mới sợ cái đó nhất, mà không có thôi, sợ gì. Rồi, hỏi tiếp.
tâm cảnh không giống nhau là giải thoát. Phải thực hành làm sao để tâm và cảnh không giống nhau, xin bác cho ví dụ. Mới nói rồi đi một vòng mà đừng có dính gì hết. thấy kệ đó, nãy đi một vòng phố Sài Gòn không dính gì hết, là có nghĩa là mình dính thì nó thì không giải thoát được. Mình dính cái áo, bỏ tiền rồi mua cái áo, đi một vòng mà mấy chục cái rồi mang về chết luôn, còn đi từ đầu tới cuối không mang gì hết là cho khỏe luôn, phải không? Đó là vậy. Cái cảnh là gì, là cái bên ngoài mình đừng có mở ra, đừng có thích cái gì đó. Thích thì phải mua thì phải mang thì phải bổ. Tưởng gì đem về cũng dùng, có đủ ba y một thất thì thân thì đủ rồi, còn ở đó một vừa làm cho 100 y rồi 100 cái thất là chết nhát luôn. Trời ơi, chứ thực hành làm sao để buông bỏ tánh người, vọng tưởng, suy nghĩ để mình sống với tánh hàng thấy, hàng nghe, hàng biết của mình. Cái này ai biết buông đâu, ta buông là ta lúc nào mà mình dính mình buông. Còn bây giờ thế gian này đói phải ăn, phải đi mua, để làm có ăn chứ làm sao buông được. Không, buông là trong cái lúc mà mình say đắm là như vật chất phải buông. Còn cái thế giới này nó bình thường đâu, phải sống bằng nó chứ sao buông được. Thế giới này thì phải theo nó. Cái thuộc đây là người ta nói để chi, nhưng mà không phân tích. Anh ở đây anh thành đói, anh không thể vậy nói được. Thế giới ở tôi tu kể nó đói chết thì đâu, những cái đó là ra tu không trí tuệ là cái chỗ đó. Bởi vì cái thiền tâm này ta nói rất rõ, sống ở trên đất này thì phải sống đúng quy luật của nó, muốn thoát thì phải đúng trong thức của nó. Chứ đừng nói bây giờ có gia đình rồi không chịu lo, rồi tiền đâu đã thiên địa đây, rồi nhà giờ ai quét rồi, không? Thế giới này cái gì mà làm hết, nhưng mà muốn buông được là không, buông cái ham mê, cái ham đắm được không? Người ta hiểu thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp. Và mình sống ở thế giới vật lý này như thế nào để thật sự cảm nhận được câu tánh thấy không thấy sổ xương thật gì? Coi là tánh thấy không thấy là mình thấy mà mình dính không thấy. Tính đừng dính là tính là mình thấy mình không dính, là không thấy kể gì mình không thấy. Chứ mình thấy mình dính là gì? Là nó dính. Có nghĩa là mình thấy không thấy, thật là tôi thấy nhưng mà tôi không dính. Thì đây thì cái này nó đúng rồi, cũng lập tới lập lui hoài, nó cũng có nghĩa đó, phải nói nhiều kiểu thôi. Chứ cái nào nó cũng vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Hiện nay công đức đã nói, công thức đã nói ra, đường về Phật giới đã chỉ rõ. Xin bác chỉ giúp những người Phật tử như cháu công thức hiệu quả nhất để tạo công đức trong sáng một cách nhanh nhất, dễ thực hiện nhất. Với cơ bản những người là Phật tử chúng cháu vẫn còn đi làm và sống đời sống gia đình như người bình thường. Nếu cơ bản vậy đó, tôi nói rồi, ngày xưa đó mình không hiểu là mà tháng mà 10 triệu cúng bồ hồn có 9 triệu là 8 triệu lo cúng cho gia đình đi, rồi bỏ mấy trăm thôi mua mấy quyển sách vé máy cho mượn. Ai hiểu là ta mình có công đức rồi. Ngày xưa đó nói thật, có nhiều người tại sao bán nhà đem cấp chùa chết cái chỗ đó. Nó tới giờ nó mê muội cho đến lúc mà không hiểu. Mà làm gì vô rồi bán rồi để làm gì? Cấp chùa mà nếu mà cấp chùa vậy lên tịnh độ thì được phước. Cấp chùa mà theo cái kiểu mà thỉnh ông này bà kia vô rồi sao? Tự nhiên mình vậy mà đem xuống rồi mình đi theo xuống cái loài thấp nữa. Mình đâu phải. Bây giờ cấp chùa được đồng ý, nhưng mà có dạy giải thoát không? Từ đi vô là tôi giải thoát. Không có dạy giải thoát mà nó là cái gì? Mà phải hiểu này. Bởi vì tu đạo Phật hay tu bằng trí tuệ, không phải nghe ai nói gì cũng nhậu được. Đạo Phật là đạo giác ngộ, ai hiểu giác ngộ tôi cúng bao nhiêu cũng được. Giải thoát mà cúng nhiều tôi bọn này cúng cho ông rồi mà. Ông làm chuyện khác rồi sao? Mình phải hiểu trí tuệ. Đây là mình nói, đúng là mình nói thì nó cũng hơi đụng chạm. Nếu mà đây nói rằng mình không nói xấu ai, nhưng mà mình nói là bây giờ
mình đi tu để được cái gì? Nói nghe đi, ở nhà ra là mau không ngon lành, đi vô chùa tu tu được cái gì? Nếu quét nhà ở nhà mình cũng có nhà thì quét, thấy không? Chứ đâu phải vô chùa mới quét. Còn muốn lau tượng Phật thì kiếm ông Phật vậy để nhà mình lau, vô trống kia cho nó bỏ vô trống được không? Còn có cãi lộn nữa, thành ra nó còn chấp nữa. Tu thì phải giải thoát, chứ mà tu mà vô để quét chùa thì lau lau tượng Phật thì thôi, quét chùa thì ở nhà mình kiếm cái sân mình tối ngày quét bốn lần đi cho nó sạch. Lau thì kiếm cái tượng Phật ở nhà tối ngày lau hoài. Chứ giờ không lẽ đi tu làm gì? Mục đích đi tu phải xác định làm tôi làm cái gì, tu để làm cái gì. Mới con người trí tuệ, đừng có tu mù. Giống như mai tập thiền đi chùa sẽ lợi được, mấy ông đừng có tu mù, tu phải học cho rõ. Đây cái luật thế giới này nó là vậy. Rồi phải tiếp. Từ ngày đọc sách Thiền Tông, cháu nhìn thấy nhiều hình ảnh giống như những sợi mạng nhện hay chùm rễ cây tuôn đổ ra nó, và từ khi có đến nay hơn một năm rồi, đó là hiện tượng gì? Mới vô thì những cái mà quân tập ngày xưa nó vô nó làm tức mình á, Thiền Tông vô nó đẩy kia ra, có vậy đâu, rồi thấy vậy thôi, thấy đi cho nó thấy, có gì không thấy hết, đi dần dần hết, hết thấy, nó ra hết thôi. Giống như trong nhà mình chứa đồ thì nó cái đống cái gì lại ra mình thấy đó, mà trong nhà mình hết thì còn đồ có gì chạy nữa đâu, thì hết thấy. Thế gian này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp. À, trong sách có câu là tánh thấy không hai, có nghĩa là sao? Tánh thấy không hai là được có phân biệt. Phân biệt là hai mình cái thấy thì thôi, tánh thấy không thấy chỗ xưa còn trường này, tri kiến lập tri tức vô minh cổ, tri kiến bất lập tri tức tính niết bàn, là cái sống trong tính niết bàn hoài đi rồi có công đức gì vậy? Còn sống mà trong cái tưởng tượng hoài làm sao? Sống ra ngoài tưởng tượng sao mà về được? Đây là những câu cũng là hỏi rồi, cũng xào qua xào lại của mục đích cái này đừng dính. Và Đức Phật bảo là buông, buông thế gian này, buông không phải là mình dính, nhưng mà đều ở đây phải phục vụ cho nó. Cái sân mình dơ thì mình cứ ra mình quét ai rầy, cứ ngồi nó quét hoài thì tạo kiểu buông, quét sạch thôi đừng có quét hoài. Đây ta dạy rất thực tế. Giờ không phải tiếp. À, trong kinh Kim Cang có câu là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vậy chữ pháp hiểu như thế nào? Chữ hỏi về chữ pháp phải không? Dạ. Chữ pháp là tiếng nói đó. Có vậy thôi, đừng có nghe người ta nói đừng có dính vô cái tiếng nói của người ta, mà phải đi ngoài cái nói tiếng nói cái gì, cái tiếng nói là muốn dạy cái gì. Mình dính vô tiếng nói thì giống như trong kinh nó nói là giống như ngón tay chỉ mặt trăng, để mặt trăng thì nó nhìn mặt trăng nó cứ nhìn ngón tay hoài, làm sao thấy mặt trăng? Nha, chữ pháp ở đây gọi là tiếng nói, cái lời dạy. Nói về hỏi cái nào trả lời cái đấy thôi. Còn nếu mà đừng có sanh bất cái gì, nếu mà ưng vô sở trụ mình không dính là nó sanh ra kỳ tâm là cái gì? Cái tâm tánh thật của mình mà từ xưa mình không biết, mà nó cái tánh Phật trong ngày xưa mình thấy á, mình hỏi tánh Phật sao mình không biết, nhưng mà thấy ở trong thanh tịnh, cái cảnh thanh tịnh thì gọi là ta là mấy người ta gọi là kiến tánh, mấy người kiến tánh mới hiểu cái kỳ tâm này. Vì thế mà ngũ tổ lục tổ Huệ Năng nghe được cái ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì ổng lộ hiện ra cái tánh Phật, cũng hiện ra liền. Ổng về nó thấy ổng nó lạ quá hèn, nó từ nào đó mình tưởng này chi nữa, ổng cũng tưởng hay ổng cũng tưởng ai về giờ ổng cũng tưởng, nó ra thấy rõ ràng thì kiến tánh. Nhưng mà hỏi sao ổng không nói, nói sao trả lời sao? Thế gian này không đem tiếng nói ra mà giải cái tài nữa. Vì thế mà Đức Phật và bí mật truyền cho dòng Thiền Tông, đỡ khi nào loài người văn minh đem cái này thấy cái vật chất á, nó đi thiết nói là cho đưa cái vật chất lên chí dụ cái này. Chứ ngày xưa nói những đề điện từ người ta chửi không phải là, bây giờ điện từ thì mình nói rõ ràng, nhưng có điện từ sao có cái quạt nó chạy, không có điện từ sao mấy cái máy nó hoạt động. Bây giờ nói tao mới chịu, chứ ngày xưa nói này không ai đồng ý.
Rồi có mấy tiếp. Câu tức tâm tức Phật hiểu theo truyền tâm là sao? Tâm tức tâm tức Phật. Chữ tâm là theo dịch trí, nhưng mà nói là cái biết. Tâm là biết. Ai biết? Tánh Phật biết chứ ai biết. Còn tánh người biết thì nó nương vào tánh Phật riêng, nó đưa cho cái tánh Phật để là biết rồi phân biệt, gọi là tánh người. Còn tánh Phật biết thấy thanh tịnh đó thì mới hiểu tánh Phật là phải thanh tịnh. Còn thiền tông ra đời đó là tánh Phật thanh tịnh, tánh người 16 thứ. Không có thanh tịnh đâu. Đó 16 thứ làm sao thanh tịnh, nó chạy hoài. Đạo Phật ra đời để chỉ cái chỗ này. Nhưng mà ngày xưa không có cái vật chất nhiều, thành ra thí dụ, thí dụ được bây giờ vật chất nó đã nhiều, thành ra những gì cốt tủy của đạo Phật phải trình bày ra để cho nhiều người biết. Nó là nguyên do vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Phàm phu tức Phật, thiền não tức Bồ Đề, hiểu theo thiền tâm là như thế nào? Những cái hiểu biết của là những cái hiểu biết của mình đó là phàm phu, mà mình thấy cái trong cái phàm phu này nó có cái tánh chân như vậy đó. Lúc hoài, bởi vì lúc tổ vậy đó, nói là nếu mà tu để thoát mà đi tìm bên ngoài giống như tìm gì lông con rùa sừng con thỏ vậy, tất nhiên là mình này mình là phẩm chúng này, nhưng mà tại vì mình nó bị mà 16 cái người nó dây rồi cái nghiệp nó dây, mình không hiểu cái gốc của nó. Phật là thanh tịnh, để thấy là mình thấy thanh tịnh là chính mình đó, nhưng mà tại sao mình không giải thoát được, tại vì bị cái ba cái nghiệp. Bây giờ làm sao đi có xóa được cái nghiệp này thì mình mới về được. Xóa bằng cách nào? Cái nghiệp là cái gì? Nghiệp là ông thần quản lý mình. Ông đó, ông thần quản lý mình gọi là cái nghiệp. Tại mình có nghiệp, ông mới quản lý. Chứ mình có công đức, ông dám rờ mình không? Giống như bây giờ thế gian này, mình không có tội, không có một lính nào dám rờ mình không? Còn nếu mình có tội, xin hỏi nghiệp, anh cấp bực nào tôi cũng cột không? Nó thế gian nó vậy. Cái tánh người nếu mà mình không có một chút gì nghiệp thì ông thần đâu làm sao thực thi được. Nếu mình có công đức gì còn nếu mà mình mà có công đức rồi thì xin lỗi không ai rờ, không ai dám rờ. Nhưng mà nguyên họ biết đường về phải có công đức đi về. Nếu biết mà có công đức mà không biết ai dẫn về thì chết rồi. Giống như đây có tiền mà không biết giờ muốn đi nước này, không biết không ai dẫn sao đi, ngủ tại chỗ. Rồi con hãy tiếp đi. Theo thông lệ, người cắt móng xây nhà thì phải cúng khai móng. Nay con theo truyền tông thì chúng con phải làm sao? Hồi xưa mình cúng khai móng, bây giờ mình cúng khai mấy ông thợ. Tôi cúng ông làm ơn đó, ông ăn cho kỹ, ông ăn cho no, ông làm cho kỹ cho tôi khai cái đó đó. Trời đất cứ mẹ bỏ đói mấy ông thợ là ông đâu có, ông đâu có làm đạt cái chuẩn đâu. Cho ông ăn đi 10 phút ăn lần, 10 phút cúng ông lần thì ông làm rất tốt. Rồi trả tiền hậu đi, ông cúng được, ông làm rất tốt. Chứ không lẽ vậy cúng một thần nào vô đây thế giới của con người thì con người lo. Rồi ông thì chuyện thế gian cho ông là điện từ làm sao cũng đụng tới mình. Mình là nhật tứ đại xử lý bằng tứ đại. Mấy ông thờ đào móng đó, thấy nó đào chưa được rồi giờ tôi cho ông ăn cái này cho khỏe, đào cho tôi chút đóng đạo liền. Nó cúng cái hồn để sai mấy ông này còn lâu qua chuyện đó, nó còn một giả hơn 100 lần nữa. Dạ hãy tiếp đi. Các vị tổ giữ huyền ký và giáo lý như thế nào mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn? Cái gì đó là các vị tổ giữ huyền ký và giáo lý như thế nào mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên vẹn? Là các vị tổ gìn giữ cái giáo lý với huyền ký. Gìn giữ gì đâu, thì ông cầm ông đi về là ông đưa thôi, hoàn toàn không nói, mà chỉ bắt đầu nói 60% về huyền ký thôi, còn cái này không được quyền. Nhưng mà ai chú ý thì tôi đã hé ra một số rồi.
tại không để chứ trong giới 20 điều của vậy cũng lẽ là nhiều lắm á. Chừng nào mà cái giáo lý được công bố ra rồi thì tất cả tu theo đạo Phật đúng, ai cũng tu cái gì cũng được. Ông Phật nói rõ ràng muốn về Phật giáo rất chuẩn nha, không tin hồi đó mình không biết, mình mơ hồ, bây giờ rõ ràng như ban ngày mình làm sao mình té sông té biển được. Hồi đó là mà chập chờn đi, có lúc mà thấy lúc không. Bây giờ giáo lý đã ra rồi thì hoàn toàn không xóa hết, không ai sai một chút nào hết. Nhưng mà giáo lý có thể ra nổi lại cái thế vật chất này không? Quan trọng ở chỗ này. Vì giáo lý là giáo lý là nói bằng sự thật. Rồi bây giờ người ta ở đây, ta sống bằng cái gì? Cái thế gian. Nếu vô cái này sao? Rồi sao đây? Mình xin nói sao đây? Có thể suy nghĩ là giáo lý ra nổi. Đây là thế gian vật chất mà bây giờ mình đưa cái ông đẻo nó bằng sự thật rồi sao? Cái này bằng sự thật rồi là không lừa ai nữa rồi sao? Nó quan trọng là cái chỗ này. À, thành ra là bởi vì thành Phật tôi nói là ông trong cái đoạn chót á, Đức Kha ông nói vậy. Giáo lý này chính đời Phật chưa được công bố ra. Không biết ông nói ra biết rồi mới Như Lai có đời này không biết được không, tôi biết là do cái ông ấy á, cái ông mà công bố quá ổng gan. Tôi nói tôi không gan, tôi chơi bằng luật pháp chứ tôi không gan. Nói cái gì bằng luật pháp tôi mới gan, còn nói ngoài luật pháp tôi không gan. Thì thôi giờ suy nghĩ đi, có công bố được không? Thì cái chuyện đó thì hên thôi. Giọng ổng nói vậy, chính đời ổng là chính đời trước chưa, mà bây giờ không biết như thế nào. Ổng giao lại cho cái người phổ biến à. Ổng cầu cầm chân dần đó. Thì cái này để coi sao, tình thế coi thế sao. Nếu nó ra được, cái giáo lý ra được hay nó nhờ dự, nó từng đoạn, từng ly, từng tí hết, không sai bất cứ gì, mà nói bằng sự thật. Thiền tông là nói bằng sự thật chứ không phải lừa ai, mà nói bằng sự thật. Nhưng mà điều cái người mà mất quyền lợi người ta không đồng ý, những người ta học cao người ta không chịu. Tôi học có 4 cái bằng tiến sĩ mà ông nói đều được, thua tôi. Chính cái người có bằng tiến sĩ còn chửi ông Phật luôn. Ông có biết chuyện thiền đâu, ông là bài của bài thiền chửi mà có biết chuyện thiền. Ông chuyện thiền không chuẩn về lực thứ bản đi. Ông làm gì ông biết chuyện thiền? Thiền tông làm gì có mà ông phổ biến ra? Nó coi trên mạng đi, dạ đi. Chứ không là thiền tông không có mà chùa nào cũng thờ Bồ Đề Đạt Ma, chứ không? Mà ông nói nè, mà đi ra cái chùa miền Bắc 1000 năm, 2000 năm trước chính, chính ngày xưa là Lý Công Quẩn là thờ tượng của Đức Phật truyền thiền bằng gỗ, bây giờ nó vẫn còn ở chùa Bà Đá, ở Hà Nội vẫn còn cái tượng đó, là tổ nhất của ngoài Hà Nội. Mình tại không hiểu. Còn cái chuyện cái mấy chùa này làm chưa bằng cầm cái xe là kia làm bằng xi măng thôi. Ngày xưa ta làm cái gỗ Bà Đá. Ai có ra chùa Bà Đá thì rất quý cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp. Con theo bác môn thiền tông được một thời gian mà dạo này con thường hay quên, giống như người bị mất trí nhớ, như vậy con phải làm sao? Hồi đó mình đem vô thì móc ra nhớ, trong túi mình bỏ vô móc ra nhớ, sao không có đâu, không trong túi không có dễ rồi làm sao mình quên, làm sao có gì đâu nhớ. Cái đó là đúng. Thì bây giờ muốn nhớ dễ hả? Ngày nay làm gì lên cái biểu đồ, mấy giờ làm gì đâu cần gì hết, móc ra thì cho nó mệt. Vô mới đâu biết ở gia đình sinh hoạt ngày làm mấy chuyện đời ha, thì cái móc ra làm khỏi cần bỏ vô. Cái giấy này đốt được mà trong này không đốt được, không đốt được là nó dẫn mình đi tầm bậy. Còn cái giấy ấy, không dẫn được nữa đâu, tôi làm có nhiều đó. Phải hiểu này, tất cả tu thiền tâm mà quên là rất đúng, là không đem vô. Có đem vô thì mới có mà móc ra được. Bây giờ không có gì móc gì tôi nhớ vậy rồi móc. Rồi hỏi tiếp. Hiện tại hết câu hỏi, mời quý vị đọc câu hỏi trực tiếp. Ừ.
ăn đi thôi. No rồi. Để dưới này, để dưới. Cô ăn cái này đi. Để dưới cô ăn này. Có rồi, có gì. No rồi. Đó, cô ăn đi. Rồi. Anh Quỳnh hỏi kìa. Chia dạ cả. Thưa thầy, cho hỏi là khi mà mình mặc thiệt trong ông thân mình mà ít công đức thì mình sẽ vượt qua mấy ngày hoàn này? Lặp lại. Khi mình mất thân mà ít công đức á, mình sẽ vượt qua mấy ngày hoàn? Cái gì? Khi đó mình ma chết, mình mất cái thân này kia, mình vượt qua mấy ngày hoàn? Là khi mà mình mất cái thân này á, mà cái công đức mình ít á, mình phải vượt qua được bao nhiêu vị thần thì mình giải thoát được. Có cái tự nào bao nhiêu vị thần? Có ông quản lý mình chịu nổi được không vậy? Có nghĩa là khi mà mình tạo cái gì, cái trung ấn thân mình nó hiện, cái thức tứ đại này nó mất đi, nó hiện trong đó. Ông này thì đáng làm thần á, nó giao lại cho mình. Thần dùng lúc đó, ông này làm thần đó, phân bổ đâu, chưa phân bổ. Còn Phật rồi nói nè, ông này á, là muốn làm gì đó thì do cái thần tự hành, do quản lý. Thứ nhất là các cõi trên á, ví dụ giờ tương đương với cõi Ngọc Hoàng thì thôi, giờ chỉ quăng lên đó thôi. Ông quăng riêng bằng tốc độ điện rất nhanh, mấy giây là tới rồi. Chứ không phải mình đây bay mấy tháng mới tới rồi đó. Đi tới giống như mình ở đây nói chuyện mà bên Mỹ, ở bên Alo thì đây cũng nghe liền. Thấy không? Nó dường như là nó ngang nhau. Cái tốc độ đi rất nhanh, còn kia đây được mấy giây. Nó xa rồi, nó đo bằng tốc độ điện từ. Chứ không phải đâu. Chỉ một ông quản lý mình chịu không nổi. Mấy ông. Giờ hỏi tiếp. Thầy là khi mình mất thì hoa tiêu sẽ xuất hiện ở trong cầu của hoàng cầu 1 hay là khi mình ra ngoài cầu hoàng cầu 1 thì lúc đó hoa tiêu xuất hiện? Mình phải biết thế giới này, con người của mình thì đi sát đất, có hồn đi hở mặt đất bà ta, thần chủ thế giới được quyền đi quản lý 10 cây số trở lại. Ở đây trên đất, ở đây đất này có cái núi nào cao hơn núi Hy Bả Lạp Sơn có 6 cây số mà ổng được quyền đi lên trên đó, vì ổng lớn mà ổng có thể nhảy lên nó bắt được là 10 cây số. Còn thần chủ quốc gia thì nó là 8 cây, thần chủ vùng 6 cây, thần thừa hành không quá 2 cây. Có nghĩa là đây làm sao quay ra khỏi cái tầm mắt của ông thạo thần là tự động mình về. Chứ không là ở đây mà giống như con bóng mà quay ra khỏi tầm tay con là sao con nhảy con bắt nó được. Thành ra bắt buộc mình phải hiểu cái quy luật, cái sinh hoạt của loài thần như thế nào, công thức của nhân trên trái đất này như thế nào, phải hỏi hiểu cái này. Cái ông thần quản lý mà nó hiểu cái khả năng ông như thế nào. Ông mà có tội gì mà làm sao á, bởi vì tại sao trong này phải dùng cái thuật buông. Ông buông quản ngộn giống như cái bông bóng vừa buông cái là nó bay ra làm sao gì dính mặt lại đó, mà cái bông bóng nó còn bay chậm, chứ còn cái vấn đề cái trung thân mà nó bay rất nhanh. Vì đây là cái thuật thoát ra cái quy luật nhân quả do một người tạo công đức ít ha, mà chỉ dùng. Bây giờ ông thầy cũng quản này nghe buông, ông buông, ông biểu là đang nắm trung tâm, ông buông cái giọt cái trung tâm nó bay còn nhanh hơn cái bông bóng ở đây. Mình phải hiểu thế giới này mà lên khỏi 2 cây số thôi rồi liêu liêu ổng luôn. Xíu cái quần lên 2 cây số rồi xíu hụt, mình có thể nói xíu hụt cho ông tu giọt rồi ông khỏi được quản lý tôi nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy nói là khi mà mình ra khỏi sự quản lý của các vị thần thì mình sẽ gặp hoa tiêu, và cũng có thể là mình gặp hoa tiêu giả, mà hoa tiêu giả là do các vị thánh. Thì tại sao là nó cái con thấy nó cái chỗ này nó chưa thuận tình đối với con, là tại sao mà các vị thánh lại là ra cao hơn các vị thần này, không hay gì hết chỗ này.
bây giờ á, ví dụ mình bay ra, nếu bay được 2 cây số á thì chắc chắn là nó không có, mà nó bay á mình không hiểu cái cách nó bay, cứ bay vòng vòng bay vòng vòng là chết ổng đi, có nghĩa là trong phòng 2 cây số ổng được nắm được quyền mình, ổng làm cái tiêu ổng dẫn mình đi, mình tưởng nó thiệt đi theo ổng này rồi lại kiếm chụp lại rồi chết. Chừng nào rơi ra khỏi 2 cây số rồi con biết 2 cây số là 2000 thước đó. Bây giờ ổng dụ con Phật bay, rồi tưởng nó bay rồi ai về không biết cái cách. Một vị Phật không, một vị Phật mà khi rời cái tay của thần rồi thì vị Phật có giúp mình. Nhưng mà vua rời đó thì ổng chơi, ổng làm cái quan tiêu giả thì bởi vì ổng là điện tự người ẩm dương mà ổng sử dụng được dụ mình. Mình tưởng rồi ấy bay, bay, bay thẳng ra ổng vừa bay vòng vòng rồi mình làm ra sao chạy khỏi ổng. Có nghĩa là các mặt đất này bao nhiêu cái số mà không biết, nhưng mà cứ đi vòng vòng theo dưới 2 cây số là ổng bắt ra được, ổng thực thi nhân quả mình giống gì rồi. Phải để ý chuyện này, vì quan tiêu giả rất nhiều là tại vì mình chưa có hiểu cái công thức, chưa hiểu công thức rồi buông ra thì nhớ làm ơn rồi đi ra thoát ra ngoài luôn, chứ đừng đi vòng vòng. Quan tiêu nó dẫn rồi mình không hiểu chứ không, quan tiêu dẫn rồi mình chạy theo mình chết lúc đó mình thấy chỗ này giống như anh nhào vô là giờ ổng theo mình được, ổng bắt lại dễ gì trời. Mình nên nhớ rằng ổng bắt được rồi cái đừng có mong vậy con là ổng hiểu rồi. Tôi đã mắc hơn mà giờ mắc ngu ông lần nữa thôi chứ mà sao ổng cha là ở trên cho con hỏi là nhân sinh quan là gì, chủ quan là gì? Cái chủ quan là sáng, chủ trụ sáng, vũ trụ là nói ánh sáng mặt trời, chủ quan là sáng. Nhân sinh quan có nghĩa là mình hiểu được cái con người của mình. Hiểu biết như thế nào, cái sáng của con người hiểu biết như thế nào gọi là nhân sinh quan. Còn vũ trụ quan là cái gì nó làm cho cái vũ trụ này sáng, thấy không? Nó còn nằm trong vật lý rồi. Tôi phải tin anh có hỏi không? Độ độ người quen thì đúng rồi, mình hiểu mình giúp người ta, nhưng mà người quen nó không thích thì sao? Bởi vì độ bây giờ nói á, giờ người quen ai tôi biết, nhưng hồi giờ con được có lợi, con nói là tôi tu cái này hay cái kia chở nó đã chết rồi, thế giới vật lý nó hoàn tiền
Thì bây giờ mình mới nói là tôi nói là tôi giờ tôi có cái quyển sách này và cái máy này tôi nghe mà tôi không hiểu. Và chị là vừa tôi thấy chị sáng đó, khen đi khen mấy bạn đó cho làm tôi trả lời chuộng giúp tôi là vì mình đưa ta lên là cái thế làm thầy thì mà cái tư cách nó tự đào lên nó dính vô cái bẫy của mình muốn độ người ta phải có cái chiêu lừa thế người ta như vậy ta đọc ta hiểu đó lại đây tôi giải ra khi bắt đầu ta đọc rồi mình bắt đầu mình khen ta nha khen người ta khi nào mà ta hiểu ta được truyền thiền rồi đó ai về con truyền thiền trước rồi đó có nghĩa là bà này cũng chân chiều hiểu mình chứ đó còn nếu mà rồi con ép thì người ta phản ứng lại thì tôi đen nó mình phải hiểu cái cách mà độ người ta đó. Con biết là cái đó là nội nhưng mà ý là con hỏi là giống như một người mà đi tìm hiểu thì sau đi mỗi tuần người ta đi hiểu thì tìm hiểu nhưng mà trong cái tìm hiểu người ta nó sáng ra thì cái người kia người ta chưa có biết cái gì hết mình cho người ta một cú sốc mà mình không nói cho người ta thì làm sao người ta hiểu được bằng mình đó ý là con nói cái cốt tỷ mình hiểu được mà mình không nói ra mà mình nói ra thì mang cái ngã chấp là khoe mà không nói ra thì làm sao để mình đi học để làm gì cũng giống như Đức Phật kia đi học Đức Phật nhận được cái Phật tánh rồi Đức Phật cũng đi nói ra thì phải là chạy sau thì mọi người biết được cái Phật tánh của mình ý là con thắc mắc cái đó nó bằng là cái khó rồi nó khổ hạnh còn khi mình chia sẻ có công đức tạo công đức thì tất nhiên mình phải nhận một cái gì đó thì mình mới chia sẻ được đúng không còn bây giờ thì mình không biết gì mình chia sẻ ta nói trời giống như thằng ngu mà giống như tôi vậy không biết sao biết được đúng không cho nên không có cái khó là có cái chỗ này mà hẳn người ta nói ra thì người ta nói là chắc nhẹ là tống cao quả hạnh đúng không? Vì chẳng lẽ mình đi học trong cái thời gian mình đi học mình hiểu biết không phải mình không nói ra nghe đúng không? Không có khó. Rồi lặp lại. Tức là bây giờ nghĩa cũng như mình đi học cái pháp môn này, khi mình hiểu về phải chia sẻ cho người ta, nhưng mà mình hiểu mình chia sẻ ra thì cho thì người ta cho mình là thấp ngã hoặc là đóng cao ngã mạng. Mà nếu mà không chia sẻ thì học để làm gì? Nếu mình chia sẻ. Ta đã nói là có cái máy mà nghe hay mà không hiểu thì cảm ơn chị nghe chị cảm nghĩa tôi nghe cái này con không có chia sẻ mà con lừa người ta có cái sách này tôi đọc hoài tôi không hiểu và chị ơi làm ơn chị đồng chị giải thích tôi nghe là bằng cái đó tìm cách độ người ta là cái đó tự nhiên ta vô thì ta cảm ơn mình hiểu đó nghĩa là con đưa quyển sách mà người ta thích ta giữ lại còn con không được không cần còn mới đưa quyển sách bữa trước là thấy gì ngàn cái đem ra cửa trả trước rồi thôi có gì con có chừng cái đó con mà nói vô cái là con kẹt liền à, là ta âm nhiều quá cái này nó dương nó chịu con nổi đâu bởi vì tại sao cái quyển một thì nó tất cả những ông thầy túng tụng mà đem đọc cái quyển này mà đọc chừng 200 không dám đọc đừng có nói nghe như là tôi thường có môn nào gọi là dễ giá ngộ vậy đó yêu câu đó thấy cái đó nó cũng dậu chứ đừng là à, còn nếu mà con người mà muốn thật tình muốn giác ngộ qua cái này có gì nói gì là dám nói vậy đó mình phải hiểu còn nếu mà người ta không thích cái này người ta thích này kia nọ thì con đưa con coi chừng chia sẻ là chia sẻ bằng trí tuệ chứ không phải chia sẻ được pháp nó đem rổ đường rác hồi trước ở đây có bao nhiêu người cho đã là nó đem xé còn có nhiều người đem ra về về chợ sách cũ nó bán giá 50 tôi bán có 10 ngàn tự cái bà bán là ở nhà bán 20 đó nên tại con chưa biết là cái này nó có nhiều cái sách này sách thiền tông nó là nghe cổ nó bán giá sách cũ á mà trong khi người ta đi tìm cũng có tôi suy nghĩ rồi chứ đâu phải là bởi vì cái lỗi là cho cái người á là nhiệt tình quá cái mới xin cái là à, chị cho tôi thêm 10 cuốn đi tưởng đâu thì ai 10 cuốn mình bỏ bán cái cuốn này được rồi cái 10 cuốn mình kiếm được trăm không nó mới chết là chết vậy thành cái nhà sách cũng vậy nó nhiều còn cái sách này nó quý chứ là không bán đâu đó mình phải hiểu bây giờ ví dụ con bà kia dám nó giật tàu hay quá thì cho tôi thùng thì sao vậy làm phút sau đem rồi kia nó bán được mấy trăm ngàn em mình phải hiểu cái trí tuệ nó vậy. Ờ, con hỏi tiếp đi. Để cho con hỏi như những người mà tôi
À, người theo Pháp Môn Thiền Tông mà khi nhận ra được cái mặt tánh của mình là phải giấu đi luôn hay là sao? Nhận ra mặt tánh của mình đó là mình nhận ra có thanh tịnh, rồi là biết cái thanh tịnh là sao. Thì bởi vì trong sách đó đó nè, khi mình đọc mình cảm thấy mất mình là đúng là đó, đi vào cái thanh tịnh đó. Rồi mất mình sao đó, rồi đi khoe rồi cô hồn đi vào vô. Nó dẫn mình lên. Bởi vì nó nguyên tắc đó, nên kỹ nhất là khi mất mình là mất như thế nào. Có thấy gì không? Mất mình, bữa nay mất mình rồi, thôi xả đi, ông bảo nó xả đi. Ngày mai muốn mất mình nữa, rồi. Rồi, thấy chưa? Ông Phật cầu ủi động là rồi sao? Là ai cầu ủi động? Thế giới này có bà, có vũ thú tập cư, ai cầu ủi động? Nó hiểu cái này, hiểu nguyên tắc này. Chứ mình không hiểu mà bởi vì tại làm sao người ta bữa nay thấy đọc cái kinh này nó linh quá, ngày mai muốn đọc tiếp rồi linh, linh chắc chắn linh thôi. Nhưng mà cái đó là cái gì? Mình phải sợ cái chỗ này. Trái đất này là cái lừa đọc. Con người còn lừa nữa, mất chứ mấy cái ông kia. Mấy ông kia có thần có đó. Ông còn lừa quá cha mấy cái ông lên mang thần cứ lại nữa. Vì thế mà nó có con chỗ mà chỗ này linh, chỗ kia không linh. Nó đi ra cái này, mình làm sao phân biệt được đây? Giờ thiền tông ra đời nó mới giải thích cái chuyện này, nhưng mà có dám giải thích ở chỗ đó, dám giải thích không? Nói đây tôi hỏi từ đó, ổn linh tôi đâu có nói gì. Tại vì tôi nói, tôi không có nói gì. Bây giờ hỏi về chứ thánh là cái gì? Tôi đâu biết. Giờ mơ có ông nào hỏi ông đạo đó ơi, thì hỏi ông đó, hỏi đạo đó chứ tôi hỏi tôi. Thì thiền tâm tôi trả lời thoải mái được à, còn đạo kia tôi biết, tôi giờ không chen được. Nhưng mà tôi nói là ông Phật nói là trên thế giới này là ngũ thú tập cư, năm loài thú sống chung này. Con người cũng thuộc về thú á, chứ có nhỏ đâu, không phải cao cả gì đâu. Động vật thì thú cũng không nói, mà con ổng chó xếp con người là thú luôn. Mà không phải thú không, con người ai cũng tham, con thú cũng tham cho con người. Cái đẳng cấp nó chậm hơn, còn con người của mình thao cái đẳng cấp cao đó. Bài ngu là kế đủ sức, con người là thú rừng, thứ được gọi là khoa học nó nói con người là thú cao cấp. Nó cho, nó tặng cho mình thú cao cấp. Rồi giờ, ông Phật cũng đã nói vậy thôi. Mình là cũng là động vật cao cấp. Rồi, con có hỏi. Con chào thầy. Thầy cho con hỏi là khi mà Đức Phật nhận ngài Mục Hiền Liên vào làm đệ tử đó, thì ngài Mục Hiền Liên có nói là nếu mà tôi tu là tôi chứng đắc đó, tôi cứu được thì hay không? Nghĩa là nên là thực sự con tu mà có chứng con có thể thành Phật hay không? Tại vì mẹ con nó tu mấy chục năm, nhưng mà khi mẹ con trước đây mẹ con cũng tu thì một cái phái cũng gọi là thiền tông mình tất cả cũng tu thiền, nhưng mà khi mà con biết được thiền tông của thầy á thì con biết là mẹ con đang đi tu sai cái thiền, cũng không phải là thiền nguyên thủy, cũng không phải là thiền tông của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng mà mẹ con tu theo cái thiền gì mà con không hiểu sao. Nếu khi mẹ con mất đó, con mới nhờ em con á đi kiếm cái phái tu của mẹ con á, bà giấu rất là kỹ, bà nói là nếu mà tu ở đó mà người nào nói ra là một là mắt rất xuống đất, hai là thông hóa họ huyết. Đây là một cái phái bên sư đạo mà họ nói họ là tu theo thiền tông, mặc đồ màu đen và vừa dùng thiền tông vừa dùng mật song chú. Sau đó là con thì con tu theo tịnh độ, thì con có khuyên mẹ
Thôi bây giờ nhiều người người ta mấy vị thiền sư người ta tu mấy chục năm còn không được cái gì, thôi mẹ đi niệm Phật đi. Thì 6 năm cuối đời mẹ con có niệm Phật. Là đến khi mẹ con chết thì khi mà con về con niệm Phật cho mẹ con á, thì mẹ con xuất ra từ ở cái ở ngực. Khi mà cái mẹ con xuất ra từ ở ngực thì theo như con đọc hết 10 quyển sách của thầy và với những cái gì mà của con học Phật pháp bao nhiêu năm á, thì con biết mẹ con vẫn còn trong cái thế giới mà âm dương này. Thầy có thể giải thích cho con biết nếu mà con trong kiếp này mà con có thể tu được thì con có thể cứu được mẹ không? Cái tóm lại cuối cùng là cái chị này hỏi á, là nếu là trong cái đời này mà chỉ theo pháp môn thiền tông á mà được giải thoát á thì con cứu được mẹ con không? Mình lo mình thôi chứ cứu gì. Cái thế gian này con đến với mẹ con là con đến về nhân quả, chứ không ai cứu được. Bởi vì tình đạo Phật đó là chính đạo Phật còn cứu không được gia đình ẩn của mình là sao? Mình đi ra ngoài kia, đi về đi, rồi mình thương thì mới dùng phần nhãn mình quan sát. Nhưng mà nên nhớ mình con không vô đây được thì mới nhờ thần phước thiện suối khiến cho mình đi. Nhưng mà ở đây người ta phổ biến còn không chịu nghe, ông thần phước thiện làm sao làm được cho mình. Có nghĩa là hiện tại mình nói, nếu mà nói muốn độ mẹ con thì nó có thế này. Thì bây giờ là con hiểu căn bản thiền tông trước thì con mới độ được. Thì hỏi mẹ chứ bây giờ đó mẹ tu để làm cái gì? Đưa cái tam giới cho mẹ xem đó, để A Di Đà chỗ này nó đang làm ở trong vòng tròn. Thấy không? Mình phải hiểu, mình phải đưa cái này cái quy luật đã trước căn bản. Còn mà mẹ muốn trở về Phật giới á, đi ra ngoài này, đi ra ngoài cái tam giới này mới về Phật giới được. Có mẹ con tính sao nữa, tao không chịu, tao thích ở đây chết rồi, ở trong quy luật luân hồi làm sao độ. Có nghĩa là nói thật là ví dụ mẹ con đời này là mẹ của con, nhưng mà biết đâu cái nghiệp của mẹ con còn đi hưởng phước thì làm sao con kéo ra được. Muốn nói thì mẹ con phải, còn bây giờ muốn độ thì con phải nắm vững toàn bộ cái hệ thống truyền tông này. Mẹ hỏi tới đâu con trả lời tới đó, bậc thượng lý cho mẹ bắt bẻ luôn. Thì đây người ta giải thích một, mà nếu mà mẹ được trước khi mẹ ấy, mẹ phải công nhận là mẹ đúng là mẹ sai, nên nếu A Di Đà có giải thoát được không, đưa cái tam giới ra. A Di Đà còn nằm trong cái quy luật tam giới, đi ra Phật giới mới khỏi đi ra ngoài mới được. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình có căn bản này mới độ được. Chứ còn chứ mà mình nói để tôi về bởi tôi độ cái gì giết con giờ đi là bỏ đi đi đâu rồi. Cái đất này hiện giờ là cha mẹ vợ chồng, cái sự thật nó nhắm mắt rồi thì mạnh ai để đi, nhắm mắt rồi thì thôi. Thế giới vật lý này giống như còn ngồi trên xe thì nói quen, bước vừa xuống xe sẽ chạy mất thì cái người đi đâu đi. Thế giới này nó quê lớn thì phải giống như thì làm sao biết cái chừng nào gặp phải lại, gặp mẹ lại đâu. Có thể con ở đây bao nhiêu đời, có khi nào gặp mẹ lần thứ hai không? Tên là mẹ mới rồi, mẹ mới rồi, bố mẹ cũ. Vợ chồng cũng vậy, cũng gặp rồi, còn mới hết, không biết là cũ rồi. Đi luân hồi mà, đã đi luân hồi. Thì con có ý gì cũng tốt, nhưng mà nên nhớ là muốn độ mẹ con phải nắm vững về cái tiền tông này, rồi cho mẹ hỏi tự do. Rồi, hỏi, trả lời không nổi, lại đây, thiên kiếm. Chỉ bắt dân chỉ hỏi đi rồi dân về cũng trả lời đi. Tận tình độ kiếp này độ được không? Là do con cố gắng, con có khả năng độ không? Hay là con nói một mười câu con chửi thay thay chục câu thôi, con chê thay chục câu rồi thôi khỏi độ. Bởi vì mỗi con người ta sống cái tần số, cái tần số mà riêng rồi, đừng có mong. Chỉ tần số chính mặt mai, gỡ đồng mặt mai mới giàu được. Chừng số 3, số 4 thì đừng có lâu, đừng có mong.
Trời ơi, cái mẹ của chị này đã mất rồi. Thì chị này đọc một cái câu chuyện của một thiền viên, cái thời thực tập thì có hỏi chứ khi tu chứng đắc các con cứu được mẹ hay không. Thì bây giờ cái chị này là muốn là bây giờ mình hiểu được cái thiền tâm này mà khi mình được giải thoát thì mình có cứu được mẹ hay không? Thì con có thần thông như một thiền viên thì cứu được, nhưng mà phải chắc chắn là mẹ mình ở địa ngục mới cứu. Còn mẹ mình đến đến khi lên A Di Đà để rồi cứu gì, thấy không? Mình biết chắc chắn mẹ mình ở địa ngục mới cứu. Khi mà con mở con nhãn rồi con tất cả bảy đời trước con nhớ hết, nhớ không? Nhớ điều kiện Phật nhãn mới mở ra. Còn nếu không mở ra thì thôi mình cũng muộn với ai thôi, mình lo mình đời này gặp được thì tâm cứ cố gắng theo con đi ra. Rồi ra đi rồi không về bởi rồi mới quan sát lại. Quan sát là chưa chắc là thế giới này gọi là mình tạo nhân duyên nhân quả với nhau, thành cha mẹ vợ chồng con cái nhau, nó là cái nhân quả. Nó qua cái đời này rồi thôi, có nó không trả lời đâu. Nhất thất nhiên nhân thanh di nam Phật, một đời mất người rồi đừng có mong trả lời. Nha. Con làm mà con của mẹ đời này chứ không phải là bảy đời trước đâu. Tao nói đi qua thế giới vật lý thì nó quay. Có nghĩa là mẹ nuôi con bao nhiêu tháng rồi con đi ra, con không là học con không nuôi mẹ nữa rồi mẹ chết, rồi mẹ lo việc chịu của mẹ đi luân hồi tiếp. Rồi sao? Thì bởi vì tôi nói ví dụ chiếc xe đang chạy dừng lại đi xuống, nó chạy luôn. Đường đời nào nó trở lại. À, thì cái ý con cũng tốt, nhưng mà điều nếu đời này muốn con học không cái này. Tôi hỏi mẹ, bây giờ mẹ đi ai với là mẹ nói để làm gì? 10.000 năm mẹ trả lời á. Thế bạn trả lời sao? Nó là tao lên đỉnh là giải thoát rồi. Thì đưa cái tâm giới ra này nó còn quay, cái tâm này nó còn quay, nó muốn giải thoát nó đâu. Muốn giải thoát đi ra ngoài. Ở trong thế giới vật lý này là không có giải thoát được. Đó, mình hiểu cái căn bản rồi thì mới có hiểu được. Giờ con thắc mắc phải thì chị có hỏi này. Thưa thầy, cho con được hỏi thầy để đó đáp cho con ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi trước con có nghe thầy nói rằng là những người mà ngồi ở đây mà nghe được pháp môn thiền tông là ít nhiều đã có công đức rồi, thì nay con hỏi lại thầy xem là như vậy có đúng không, mục đích là để cho mọi người tin tưởng rằng để mình có ít nhiều công đức để mình tiếp tục bước trên cái con đường của mình. À, lúc trước anh này có nghe con chấp nhận tôi là giống như một cái lính đó, lãnh đường đi ra làm việc không, không có nói tới. Còn muốn công đức là do mấy cái người mà truyền bá là không có công đức. Còn tôi là nhiệm vụ phổ biến đây không có công đức chính đâu. Nhiệm vụ của tôi nó khác à, không phải tôi ngồi tôi nói là có công đức hoàn toàn, tôi hoàn toàn không có xài cái này. Rồi, nhiều đó thôi. Công đức, phước đức, an đức, không có nên nó không nói vô tới chuyện này. Đây là một nhiệm vụ mà giống như tôi, giống như giờ tôi là một người lính đi ra gác, gác cái chỗ nào thì gác thì nó phải lãnh lương cái đằng này, thần có lẽ người ta thì tới thì mình tháo lương tranh cũng được. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Tôi không có dính dáng gì trong cái này. Tôi chỉ là người phổ biến ra. Rồi còn gì nữa? Ý hỏi như thế này, tức là anh hỏi á, tức là các cái vị người ta đến với pháp môn thiền tông, quy chấp nhận pháp môn thiền tông cũng như là chịu ngồi nghe giải đáp, thì tức là các người đến đây á là không ít nhiều người ta đã có công đức trong vô lượng kiếp rồi, có đúng như vậy không? Mấy người nào ở đây nghe hiểu nói lại có công đức cái đây hoàn toàn không có, tôi cũng không có lãnh lương ở đây. Ví dụ ông A lại nghe nói về nói người kia nghe là người đó có, tôi thì không có phải.
tôi nói là một người phát ngôn viên có nhiệm vụ phải phổ biến công bố cái này ra thôi, chứ không có lãnh lương ở đây. Còn mấy người ở đây thì học rồi thì lãnh lương nó nói cần cái là mình có công đức, mà tôi cũng có gì tội nhiệm vụ mà, nhiệm vụ tôi nói. Còn nếu mà tôi mà có công đức nó giết tôi rồi, tôi mà có công đức là chết tôi, chết hồi là 2017. Đây nhà các anh này hỏi đó, là mọi người ngồi đây nghe là đã có công đức chưa? Ngày xưa giờ á, tôi mới vô đường này á. Cái này thì tôi chỉ nói chung Phật thì mới ngồi để nghe được. Thứ hai là ông A Di Đà thọ ký là qua khai kiến Phật ngộ vô sanh thì mới ngồi đây nghe được. Còn không có hai cái chỗ này hoàn toàn không ở đây được. À, phải hiểu. Còn cái mà nhiều ít là do mình, nhiều là không chịu bỏ, ít nghe chút chạy mất. Nó vậy thôi, giống như keo. Keo mà nó nhiều nó dính có keo không ra. Keo ít thì sao? Đủ chút chặt. Cái đó là do mình. Có nhiều người tại sao người ta quyết chí là theo này. Đó là có công đức lớn rồi đó. Dần dần nó rỡ ra. Có người vài bữa thì trốn mất rồi. Thì qua kia bỏ mỏ hơn, sơn sướng hơn. Qua kia cúng. Mọi người đó xuống cúng xăm cúng. Khỏe hơn cái này thì đâu cứ ở đi. Cái chuyện đâu đâu biết. Có nghĩa là có ít đó, chịu không được. Nếu mình có keo mà ít quá chết không chết được. Cho nhiều thì nó dính. Là do hai cái lời này. Tức mình không biết làm gì có một đức hai là ông ấy là họ kiếm cho mình. À. Mà trên đó mà từng một chú phải là học kiến, ông cũng là nhờ qua khai kiến Phật dụ ngũ sanh mà cũng xếp tới 10 tầng ngộ cái chịu ra qua sau. Thế rồi còn cái gì chính là không cho mình rồi thiếu là hỏi thêm. Con cũng một lần con nghe thầy giải đáp rằng là con người ta hay bị các cái bệnh về nghiệp á, thì thường là ai cũng bị do ông thần đó, ông bóp làm cho mình đau. Vậy thì thầy cũng có nói là gắng mà tạo công đức đi, tạo công đức mà nhiều á thì ông thần người hành quản lý tánh phật của mình á cũng sợ ông không bóp nữa thì đỡ đau đỡ bệnh. Có vậy có đúng không thầy? Cái tâm con người á, ai cũng có cái bệnh nghiệp. À, mà nếu như không có công đức á, chọn thần á bớt mình đau. Mà khi mà mình gán tạo công đức, mình có công đức nhiều rồi á, chọn thần á không có bớt mình đau. Bây giờ mình thí dụ là dân mình bây giờ điện mà 50 qua nó còn rờ nó không giật. Không, 110 qua trở lên nó giật còn. Mà 220 nó giật còn tê người rồi, không dám rờ nữa. Công đức của mình ít thì ông thần nắm được. Công đức mình nhiều quá, cái lưng không chịu không nổi. Ông bỏ mình ra là giải thoát. Nó mình mới hiểu. Giờ biết công đức nhiều ít là tình do mình chứ sao biết. Mà khi nào biết được, mình học được cái này. Khi mà mình mất rồi, trung ngón thân mình đã tới giặt rồi. Nếu mà ông thần đứng không thấy ai rồi giải thoát. Còn thấy ông thần nắm rồi. Giờ muốn đi chi nữa hay là muốn về. Là tôi muốn về, ông tha tôi về. Còn phải nói quả quyết trong đó, ta nói quyết định, phải nói quả quyết thì mới ông mới thả mình ra. Còn nói xìu xìu, nửa muốn đi mà nửa muốn giải thoát mà nửa muốn đi hưởng thì thôi. Ở đây này nó không hỏng lập đường, vậy bà phải tôi cho đi vô A Di Đà sống đi, hay là lên nước cực lạc, hay là nước hữu sắc gì đó. Đó mình phải quả quyết muốn về, nhưng mà tiếc không, về là tiếc không. Nhớ là về một cái không có vô được à. Thì vô đây thì gì ta tiểu nổi. Ở trong này giống như cái làm ruộng mà nó tới dơ quá thì sợ ruộng đó bạn đi lên làm quan rồi thôi, sợ không xuống ruộng được. À, nó vô mình. Chứ mình cũng không biết được. Mình làm sao mà ông thần đừng có nắm mình là tự tại. Còn nếu ổng nắm được thì mình có công đức thì tương lượng với ổng. Còn không có, có công đức mà muốn về la ổng một tiếng cũng được, ổng thả, ổng thả mình bài được, giống như một món thả cái bài được rồi, ổng chậm được. Nhưng mà nó nhớ là
ổng được quyền nhảy cao 20 số, nó sẽ còn biết phải tự nhanh chứ rồi giờ ổng thấy không, ổng nhảy 20 số cũng đóng kéo lại chứ không. Rồi đó, thế đi. Thầy cho con hỏi câu thứ ba, câu cuối cùng. Thầy nói rằng là người tu đông á là phải làm mấy cái ơn, là ơn quốc gia, lo cho quốc gia, lo cho dân tộc, lo cho gia đình. Sau một thời gian giác ngộ và tu tập, con cũng đã được chuyển thiện rồi. Thì theo vậy thì con theo cái ý hiểu của con để con hỏi thầy để thầy kính chân tình cho con. Tức là ý nghĩ của con là mình vẫn tiếp tục công việc của mình vẫn có chí làm giàu bằng những con đường lương thiện, bằng những con đường chính đáng của mình, có những tư tưởng sáng suốt để mà lo làm tròn bổn phận của mình đối với công việc với quốc gia và lo cho gia đình con cái vợ con được êm ấm, rồi sau đó là mới lo cho mình. Thì nếu mà như vậy á thì con có đi lấn sâu vào cái việc mà tạo phước đức quá nhiều không? Con xin thầy giải đáp giúp con. Nhiều người theo đạo là giàu mà làm theo trong sáng. Vậy thì lo có tổ quốc, lo tổ quốc, gia đình, lo gia đình, có vợ con, lo cho vợ con. Vậy thì như vậy có dính vào cái phước đức quá lớn hay không? Ở thế gian này có cái gì phải lo cái đấy, nhưng mà cái bản cái công đức nó khác. Hồi xưa mình không hiểu tạo công đức á, nghe ai cúng ở đâu mình cũng đi góp người ta cúng, nghe ai xây chùa ở đâu mình góp người ta xây chùa, mà không biết chùa để làm cái gì cũng biết. Bây giờ nó rõ ra, nếu xây chùa mà giảng sanh thì có phước đức, xây chùa mà dạy giải thoát con có công đức, xây chùa mà cúng tụng cầu cúng của hồn là sao, không có ác đức. Tại vì đúng rồi, ba cái giới này còn bây giờ mình hiểu rồi thì cái này có làm bất cứ cái gì mà tôi chăm chú về cái công đức thôi. Nếu mà có cái màu đen kể đó, không, bởi vì dù muốn không, cái màu đen này là mình làm sao mà đem về Phật giới thì nó mất, không có đen nữa. Cần nhất, quan trọng nhất là được cái số mình thoát ra được, mình có muốn đi về không, sợ nhất là lưỡng lự. Ông thần hỏi chứ bây giờ ai như là sướng quá sao bỏ luôn vậy, vậy thôi, vậy sướng quá thần lên không, vậy ông quăng mình lên đó rồi 10.000 năm rồi sao, muốn trở lại gặp cái này không có dễ đâu. 10.000 năm mà gặp cái này là sao? Bởi vậy ông Phật á, cái thiền tông này mà ra đời mà giống như cái con 10.000 năm rồi, mà giống như con ruột mù mà nó dưới biển á, mà nó tìm cái bộ cây trên núi làm sao con tìm được. À, thì đừng nó hơn thì mình biết thì mình theo, một biết thôi chứ đừng có lo. Bây giờ trước mắt là phải lo cho mình, cho gia đình, lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, con cái phải lo cho nó. Còn cái chuyện ngoài xưa mình không biết cái gì, mình cũng nghe ai nói cái gì cũng là, bây giờ ta chỉ rõ rồi thì mình bớt cái kia đi. Thì ví dụ giờ người ta làm từ thiện thì cũng làm với người ta, nhưng mà điều mình không sai. Thì giờ là thứ nhất, ngày xưa mình làm ai rủ đi châu đốc thì cũng đi, xử như biểu mình cũng đi, giờ bỏ đi đỡ bao nhiêu không, đậu thì xe bao nhiêu rồi, rồi cúng bao nhiêu rồi mà có nhiều người mình xuống dưới còn mượn tiền bà nó tâm tới xuống trả rồi đó. Bây giờ mình không làm thì mình sống được tự tại. Bây giờ còn con người tự tại là cái chỗ này nè, chứ không phải tự tại ăn lo hồ công không chính gì hết thì mới là có là tự tại. Thấy không? Rồi những câu hỏi con còn ý không? Không hỏi tiếp đi. Cảm ơn thầy. Thầy cho con hỏi là trong cái bài niệm giờ thầy có nói là cái công đức á là gọi là cái không âm và không dương. Nhưng mà khi mà mình tạo công đức mà chắc ngã chấp đó, thì lại bị vô đen. Vậy cái có cái âm thì cái âm đó sẽ công đức đã là cái không âm không dương rồi thì làm sao mà nó vô bằng cách nào?
vô như thế nào con chưa hiểu đó. Cái công đức á nó không âm không dương, mà khi mình chấp ngã mình bị bôi đen, mà bôi đen tức là cái âm thì nó bôi bôi như thế nào? Tuy nhiên là công đức nó hết sáng, mà giờ bôi đen nó hết sáng, hết sáng mà ở thế giới này được. Có công đức ít thì còn ở được, mà sáng quá thì nó phải đi ra. Ông thần không dám rờ, ông thần không dám thực thi nhân quả mình là mình đi về đó. Còn nếu mà ông nắm ra giống vậy chúng tôi nói điện mà một hai vô thì ông nhậm thì cả đen luôn, ông chết ai. Mà liệu 100 vô, 200, 200 vô thì hoàn toàn hỏi một thợ là dám rờ. Muốn rờ thì phải có dây bọc. Dây bọc người ta gọi là câu đen. À, phải hiểu cái thế giới này. Mình hiểu cái thế giới, muốn tu cho đạo Phật là phải hiểu cái này là tại làm sao mà bị luân hồi, tại sao là mình hưởng phước dương phước âm, mình làm sao mình dũng tâm tu để được cái gì, thì mình hiểu tôi thông cái này thì mới theo cái đạo Phật kỳ tông được. Còn nếu mình không hiểu công thức này thì vô rồi nghe ai bạc bát cái gì nữa nghe theo cái đó là nó sai. Có nghĩa là thế giới vật lý này không làm bất cứ cái gì, muốn đi về Phật giới ông bỏ buông là buông tất cả những chuyện này. Mà trong phim Kim Cang là Đức Phật đã nói rồi, phàm sở hữu tướng dây thị hư vẩn, cái gì có tướng là giả dấu hết. Vì đừng có thấy ông thánh ông Phật xin ông Phật vì thế là đa cổ đó, gặp Phật tôi giết Phật, tôi vẫn là tôi gặp ổng tôi giết ổng à. Nghe nói rất hung hăng, nhưng mà sự thật đây là nó xóa được cái thế giới vật lý này, muốn đi ra thì đừng có dính bất cứ gì trong này. Chúng ta hiểu cái nguyên tắc nó là vậy, thiền tông nó là vậy. Nói đúng ra mười mấy năm nay nói chuyện trên trời dưới đất trong dân sinh là có ba cái. Có công đức, có biết được về không, quyết chí về không, bây giờ đó thôi. Và ôm như đó thôi. Nhưng mà quan trọng nhất tạo công đức bằng cách nào, đừng có bôn đen. Quan trọng như đó. Cái công đức nghe nó bôn tưởng đâu là cho mượn, nhiều người cho mượn sách in tùm lum một quan. Đem nó bán chạy cũ đó. Người ta hiểu thế giới này nó là vậy. Con hỏi tim mình. Con chưa thỏa mãn. Ý là con nói là cái công đức á là không có, thì nói là công đức là không âm không dương, là lại không âm không dương, nhưng mà sao nó quét được thầy, ví dụ con giải chấp lên thì cái âm nó quét được công đức rồi. Cái này nói là cái công đức đó nó không âm không dương, mà cái ngã chấp á tức là bị bôi đen, là tức là nó nhiễm âm, là đi làm sao nó nhiễm âm được. Tôi hiểu thế giới này rồi, thế giới âm dương. Âm thì ở cái đất này, dương ra khỏi đất đi vô tam giới. Công đức không chấp nhận âm dương phải đi ra. Nhưng mà cái người mà không cho đi ra là ai? Thần ở đây thì ông phải nắm được con, ông thực thi nhân quả con được. Vì thế mà muốn ở đây thì công đức muốn này thì phải bôi đen, thì ông mới nắm giống có điện, ông thui có điện vậy, dây điện nó bị bao rồi con nắm thoải mái không sao. Bây giờ nguyên tắc thế giới này là thế giới âm dương, công đức tạo để chi đi ra ngoài. Nhưng mà mình sai cái một cái là mình bị bôi đen, thành ra không thoát được cái quy luật nhân quả. Mình hiểu cái nguyên tắc này, công đức kêu cỡ nào bị vô đen vẫn ở đây được, điện mạnh cỡ nào có dây bọc hoàn toàn nắm được. Phải hiểu cái thế giới này nha. Bởi thế giới này có công đức ở đây ta không sử dụng, với điều kiện là phải nó sáng. Ở đây là thế giới âm dương, mà nó sáng quá âm dương nó chịu nổi, nó tha, nó đủ đi. Chính là Phật, ông Thần đủ thì đi được. Nói vô đây là người vô để tạo công đức về thì ông đồng ý. Nhưng mà ông có dạng là tự tạo công đức nghe, nói không, tôi tạo công đức trong đó. Ai về vô quên đi. Tham mê vật chất đó. Ngâm mỗi cuộc, ngâm bằng cái nhà thôi. Vì tôi không muốn đi tìm vô đi. Rồi ta. Hai ba chiếc xe không chịu mua tiền. Mà mua xe đẳng cấp thì người thì cho mất tiền. Rồi chết rồi phải bỏ rồi ta. Giống như người tu tất cái chùa tu cửa này tất cho to phải làm gì quét chùa chứ làm gì rồi sao? Tất
cắt cái này giác ngộ dạy người ta giác ngộ không hỏng chịu một cái phe ông này cắt phe ông kia tu cắt cái chùa mấy tỷ một tỷ ông kia hai tỷ tức là lần kéo nữa tự nhiên phe không làm sao thoát được cái quy luật này rồi thắc mắc hỏi tiếp rồi thưa thầy, tôi còn hỏi con có nghe nói 16 tấm người thì ngoài 16 tấm người 84 nhà không bóng cao tưởng vậy thầy giải thích cho con xin biết một vài không bóng cao tưởng mà quan trọng là ảnh hưởng nhất trong cuộc sống này. Thế là câu hỏi thứ hai là câu hỏi thầy nói là cô cứ pháp môn thiền tâm này thì đi và về mình sẽ xóa dấu vết mình cũng không định người khác biết nhiều rồi bên cạnh đó thì có một lần thầy giảng là muốn tạo công đức thì phải là mình phải truyền bá những cái là cũng phải truyền bá mình phải giúp người khác biết được cái pháp môn này và vậy thì giữa cái mình dịch số dấu vết và giữa mình truyền bá con thấy nó có cái gì nó hơi cứng cách như này con chưa có hiểu cái đầu tiên trong là con người đó, có 16 tấm người và 84 ngàn cái bong bóng ảo giác vậy thì những cái bong bóng nào mà hơi điển hình đó xin thầy giải thích một vài cái bong bóng mà ảo giác là điển hình như thế nào giờ giờ con thích cho mua cái xe phải không rồi bắt đầu con lên mạng cái gì kiếm bao nhiêu xe, bao nhiêu loại xe nó dẫn con đi đi theo cái đó và theo ảo giác muốn mua gì thì ra mua đi lục cho đã rồi lục đã đời mà nếu mà xe tốt thì không nói gì mà nó mấy thằng lừa rồi sao mua đồ cũ tân trang lại rồi sao tất nhiên những cái mình muốn quyết nhưng mà mình không chịu quyết định mình cứ lo bởi vì cái quyền cái ví dụ cái bong bóng này nó quay thì đúng là mình đã trong cái bong bóng nó quay nhưng mà cái bong bóng nó nổ nhiều quá mình không hiểu rồi phải theo cái nổ của nó do cái tưởng mình nó nổi ví dụ mình đầu tiên mình thích cái này được rồi đâu rồi bắt đầu tưởng cái khác rồi đi dần xin tin bởi cái tưởng này Đức Phật cũng nói nó tưởng rất nhiều vì thế mà Đức Phật gài gọi là 84 ngàn cái tưởng thôi chứ sự thật cái đầu tiên là thanh tịnh Phật thấy xuyên qua tánh người nó dẫn 16 thứ thôi rồi cái ảo giác này là cái gì là cái nghiệp mình á nghiệp nhiều đời nhiều kiếp nó cũng nổi lên nữa rồi ba thứ này thành cái thấy ban đầu không còn khi nào thấy đúng chân thật được đó gọi là bong bóng ở cái chính do cái nghiệp của mình cái nghiệp của mình nó phát ra à, cái ảo giác là do cái nghiệp còn cái 16 thứ là có tính người còn cái quên là do mẹ làm quên mẹ là ân nhân cái như bòi là quên làm ta bị quên hết đời ta mắc rồi phải tiếp à, khi người ngộ đạo á đến đi không lưu lại dấu vết nhưng khi người hiểu được pháp môn thiền tông á cũng giúp cho người khác giác ngộ pháp môn này á thì mình phải chia sẻ cho người ta như sách hoặc là đĩa hoặc là từ lời nói như thế nào thì hai cái chỗ này nó thì chia sẻ bằng cách là mình đừng có xưng mình tôi thiền gia tôi Phật gia tôi mà chưa gì vô cái mà xưng danh rồi thì chết rồi có nghĩa là mình nói là tôi thấy cái này nó hay anh chị đọc đi giúp tôi chứ còn nói là tôi là có truyền thiền này tôi hiểu anh để vừa cái câu đó là nó ghét một người nào nó thương thì ông đó người nó ghét thì không kể gì phải coi vậy à để hiểu bởi vì cái thiền tông nó sợ là chấp ngã nhiều nhất vì chấp ngã nó mới dẫn người ta đi luân hồi bất cứ mày làm cái gì mà chấp ngã mình sân si lên cái là thua luôn chấp ngã là bắt buộc phải sân si nổi lên đó thì là nó xóa tan hết xin lỗi mày cầu công đức cỡ điều mà chấp ngã nó nặng quá xuống thì còn cỡ
chứ không phải gì. Nó đen quá mà, nó đen quá thì còn thấy đâu, thì nó tương đương với địa ngục chứ đâu. Đâu có mình giết thú rồi vô thú, đâu mình có lừa ai đâu mà vô thực vật. Mà giờ chấp ngã nó đen quá thì thằng đâu không biết, này nó đen một thang cho xuống gì địa ngục đỡ đi. Chừng nào hết tử lên. Nó phải hiểu cái thế giới này, thế giới nhân quả vật lý có sáu đường đi luân hồi phải hiểu của nó. Rồi hỏi thế đi. Dạ, con nè. Con người đi và cái gì khiến cho con người nó bây giờ thì chưa có đọc hết ra. Thân con người đi, thân con người nó không có, tánh người không có, tánh Phật vô mượn thân người. Thì ông thần đó là lấy tứ đại là tinh cha đón mẹ để thành thân con người. Mà muốn điều khiển cái thân này thì phải do tánh Phật có điều khiển, ở tánh người có điều khiển được thì ai mang cho ông Phật qua. Ông Phật rõ ràng cho đây mượn thân người tạo công đức, tánh Phật cho đây mượn thân người tạo công đức và ai mang, ông Phật qua với ai, tánh Phật qua với ai. Nhưng mà vô tạo công đức chịu tạo, mà tạo công đức không, người ta đã ác đức không, người ta phải ráng chịu chứ. Rồi nó dần dần ông Thích Ca vô đây là mang cái thân người mấy tỷ năm, 8 tỷ năm, ông mang bao nhiêu cái thân người, rồi bao nhiêu mang thân tiên, rồi bao nhiêu thân trời, rồi bao nhiêu thân địa ngục, vô làm thực vật mấy tỷ năm luôn ông Thích Ca. Đi lừa người ta có 20 năm, ông vô quốc 2.5 tỷ làm thực vật, thì mới cộng ông là 8 tỷ năm. Ông ra ông nói, ông đã từng trải nghiệm, ông nói cho mình biết. Không phải ông Thích Ca vậy, là cái người cũng bị luân hồi mà nói ổng là con người về danh nhất, còn mình là chắc là dần sĩ số là cũng dần nhiều nhân, dần 5-10 lần 20 lần nhân đó. Tại sao cái này là tại thân ông Phật muốn mượn thân để tạo công đức, mà quên rằng cái thân này nó không có tính người. Muốn quét thì muốn cái thân này nó tồn tại, phải có điện từ âm dương nó quét. Nó quét nó kéo đi, kéo đi nó phát đủ tần số rồi nó phát ra 16 thứ tính người. Giống như cái dynamo nó quay chậm thì nó không phát đủ nè, mà nó quay đủ nó phát điện, rồi muốn nó ra 16 thứ loại điện á. Chịu cái nào, thế giới vật lý nó là vậy. Muốn thoát ra sao phải tìm cách đi ra. Mà bây giờ không ai giải này mà đợi Thiền Tông ra đời mới giải cái này thôi. Mà nhớ là phải nhiều khê lắm. Vừa nghe tới Thiền Tông là chữ rồi, chứ không cần hiểu gì. Chúng ta tôi biết, thấy từ chữ là tà giao, tà đạo hoa giáo. Mà hiểu lại đây đâu chắc không hiểu. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, mời vị cái đi. Trong cái bài dặn dò á, thầy có dạy là 12 con đường luân hồi và một con đường thoát ra. Bây giờ chị này chia sẻ với người thân gia đình thì có được hay không? Được, mình chia sẻ mình cứ nói thôi, nhưng mà mình đừng có khẳng định. Mình vẫn chia sẻ được. Đạo Phật thường thường người ta nói lục đạo luân hồi, chứ không ai nói 12 đường luân hồi. Nhưng mà phân tích ra thì ở trên cõi trời nó có 6. Ở đó nó là lên trời là lên giảm sanh thôi, không biết. Nhưng mà giờ trời á, ví dụ trồng 2, dục giới, rồi trời dục giới, rồi trời tứ tiên dương, rồi trời ngọc hoàng tử đế là 3 rồi. Rồi bên kia hữu sắc lại với cực lạc là 5, 6 là trời vô sắc. Trên trời nó chia ra là 6 con đường.
Còn cái đất này, thần người ngạo quỷ xuất sanh địa ngục và thực trần, sáu con đường nữa, không có thoát nào. Còn muốn thoát ra thì đi con đường số 13, đi quốc lộ 13 đi ra. tìm đường quốc lộ 13 có đi ra nữa. Còn nếu mà không tìm thì thôi đi tiếp, đi vòng vòng nó, đi vòng vòng này. Rồi hỏi tiếp. Mà có tiếp nhận với pháp môn thứ sáu này, xin thầy giải thích cho chúng con. Hàng xuất gia khó tiếp nhận pháp môn thứ sáu. Xuất gia đầu tiên là cái ta rồi, ta là thầy tu, nhiều đó còn phải đóng cửa gì. Ta là thầy tu, ta là trụ trì, ta tu qua chục năm, nhiều đó là đóng cửa rồi chứ không giải thoát được. Xuất gia anh đã là gì? Anh đã ngã chấp rồi. Mà ngã chấp thì làm sao mà dính vô cái này được? Trên lỗ cạo cái đầu mặc áo này để lại xong rồi. Được không? Tại làm sao? Mấy ông tổ lại mấy, như ông tổ mình này là ba không dám ngồi đầu. Mà tôi nói là ông Phật Thích Ca nó có ba giai đoạn chứ không phải là một giai đoạn. Đầu tiên ổng ra tu, ổng không cạo đầu. Nhớ một điều này, đầu tiên không cạo đầu, để tóc. Khi mà ổng dạy, bắt đầu dạy, năm pháp môn ổng cạo đầu. Ổng làm thầy rồi mà ta làm thầy, ổng có cạo đầu rồi, thì ta kêu bậc sư phụ. Mà khi ổng dạy xong rồi, ổng trở lại làm một dạy thoát. Ta chỉ là một người thầy dạy thôi, để tóc lại, không phải đi sư phụ nữa. Phải hiểu cái thế giới này nó vậy nha. Ta không phải là sư phụ nữa, mà ta là một con người. Ông thầy dạy giác ngộ giải thoát, muốn không rồi đây. Chứ nếu mà bởi vì ông thầm Phật thì tại sao người ta không hiểu, tại sao mà lúc mà cái để tóc rồi lúc cậu đầu không biết cái thời gian nào. Đó là ba cái giai đoạn. Tiểu thừa vậy, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa là phải thầm cao đầu hết. Chứ mà cái ban đầu lại như cái thiền tông không cho cao đầu. Là phải hiểu cái ba giai đoạn của ông Phật. Bởi vì còn lại người tu, bây giờ chứ đâu nha. Bây giờ người tu khoái nhất là cái gì? Anh ngồi trong chùa thấy người ta lợi lại, anh mời nhất là mấy ông thầy đó, tôi bảo đã vô cái định, tôi khốt nó lại ông cái đưa bộ thơ lẫn cười rồi sao? Xin lỗi ông chính cứng gắt rồi là sao giải thoát được? Phải hiểu mới vậy. Giờ hỏi chứ. Công đức bị bôi đen tất cả trước khi mình chết thì có áp dụng diệu thuật nhất tự thiền để thần thả mình ra được không ạ? Hay bắt buộc mình phải có ít nhiều công đức trong sáng với nó bôi đen người làm trời biết cái gì này bôi đen thì mình đâu mình mà nó bôi đen mình cũng ra cũng thấy nữa thì ông thần thấy đen thùi rồi thôi cũng quăng mình đâu cũng quăng theo cái nghiệp của mình. Làm sao biết nhất tự thiền nữa? Nhất tự thiền phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Và đồng thời mình đã có một phần công đức sáng thì ông thần mới giúp được mình. Chứ còn mà nó đen hết rồi này, mình biết đường rồi nhất tự thiền. Ra con mắt đen thùi rồi không thấy đường rồi không nên tự thiền. Thấy mới là la được chứ mình chẳng thấy đường la gì. Rồi làm gì mình giống như người mù mà la ai ai đứng mà sợ không? Người sáng mắt la cái gì người ta mới sợ. Còn người đấu thùi la thì nó cười mới đứng ngoài nó cười. Thế làm sao nó sợ với người mù? Rồi hỏi tiếp đi. Người tu theo pháp môn thiền tông có nên tập trung trong các anh em tu theo pháp môn về nói đạo hay không? Tập trung thì nên bàn về cái chỗ ưu việt của nó. Theo thì được, còn tập trung thì đừng có phân giai cấp, cực chừng cái chỗ đó, vô nó chấp ngã thì là nó thua. Có nghĩa là dù nhiều cỡ nào, một tuần tập họp ở đâu, được, đừng có khi nào mở chung, giả chung tôi bảo đảm rồi, mở đảm thì cũng hơn cô à, mà cũ hãy còn mới, đừng có tập trung lại, bởi vì tại sao cái chùa này không muốn cho người ở chung là nó vậy. Mấy ông thầy đại lý thì được, mấy ông thầy đại lý là ở bao nhiêu người cũng được mà ta có sắp xếp. Còn thiền tông không nói, rồi bây giờ sao?
không nói thì nó làm tài lớn thành ra cố gắng làm sao mà đừng có tập trung để lâu lâu lợi để đi thảo luận về cái này lấy kinh nghiệm thì được. Đúng lúc khi nào ở chung à, ở chung thì coi chừng vì cái ngã nó đã đưa ra là phải chịu thua rồi à. Giờ hỏi tiếp à, thế nào là yếu lý Phật môn? Ở thế gian này ai là người có thể đạt được yếu lý Phật môn? Giờ là đúng ra mấy người hiểu về cái quyền ký á, thì á, nếu mà hiểu được thì cũng đạt được 60% về yếu lý Phật môn, 6/10 thôi. Còn mà yếu căn bản hết thì phải đạt được cái nó gần có là cái tấm thấy của mình nằm ở trong trạng thái tinh tịnh và đồng thời biết tất cả quy luật nhân quả thực hợp thì mới gọi là đạt yếu lý Phật môn. Là những cái điểm mà chính yếu nhất là gì? Yếu lý là chính yếu nhất của Đức Phật là cái gì? Nó phải đạt được, mà trong đó nó duy nhất nằm trong cái giáo lý thôi. Vì cái giáo với cái dạy, cái giáo lý tuyệt đỉnh là tất cả các nơi, tôi không nói ai, tất cả các nơi hoàn toàn dạy giáo lý chỉ một thôi. Còn ông này á, tất cả dạy đủ á, từ trên trời dưới đất với ông phủ từ con người cũng dạy hết đủ mất, không sót một cái gì. Bởi vì đạo Phật tinh hoa, đạo Phật nó nằm ở trong cái giáo lý này. Đạo Phật mà không có giáo lý ra thì chắc chắn là tôi không đúng, tôi phải sai. Vì thế mà mình nên nhớ là ông thầy A cũng có đề tài A B C ba ông nói tại không làm giống đó ông chậm nào. Nếu mà tại vì ông có căn bản giống như là thế gian mà mình học về luật pháp á, thí dụ bộ luật hình sự mình học hết đi, ngài hỏi đây mà trường mấy thì biết hết. Ông lại nghe chương này nói về chương kia học hai ba chương ra nói rồi sao thì đương nhiên mỗi ông nói đã là không nói thì phải tưởng ra nó sai nè. Thì cái yếu lý của nó gì áo lý, tức là tất cả là cái giáo lý của nó là phải căn bản hết. Đạo Phật phải có giáo lý, còn không có thì thôi các chùa ra không đạo, không thực thi giáo lý mà là thực thi gì tiền lý. Rồi ở tiếp đi. Dạ, tập là hết câu hỏi, có bây giờ bạn thôi chi tiết. Dạ thưa thầy, nếu mà như thầy nói là mình tạo ra nhiều công đức mà mình dính chấp hay là mình tạo những cái công đức như ăn khác thì nó sẽ bị bôi đen. À, theo như con biết đó, con học mấy cái lớp mà những người giàu người ta dạy cái bản đạo á, hầu như là họ hiểu được cái quy luật âm dương về cách thu hút năng lượng. Và người ta dạy mình một cái công thức là giàu và rất là dễ làm giàu, rất là dễ đạt được những điều mình mong muốn như là danh lợi tiền bạc, mình muốn là mình làm được và nó cũng có công thức. Như vậy thì như con làm luật sư, con cũng dùng cái công thức đó, con kiếm được rất là nhiều tiền, cũng có nhiều danh lợi. Nói chung là nếu mà con muốn gặp bất cứ ai thì con cứ sử dụng công thức đó thì con có thể làm được. Vậy thì nó ảnh hưởng gì đến cái công đức mình tu cho cái môn thì con ạ? Sống trong cái vật lý này á, tiền tài danh lợi mọi cái mình muốn thực hiện đều có công thức. Mà bây giờ trong cuộc sống á, bây giờ cái công thức á, bây giờ mình trong cuộc sống như vậy thì có tải được gì không? Giàu nghèo không thua gì cái thế giới này, rồi do cái nhân quả mình. Mình làm được tiền không là do cái nhân quả mình. Còn cái chuyện công đức nó khác. Công đức là nơi mình tạo để mình đi ra, nó không ảnh hưởng gì hết rồi. Nhưng mà mình tạo trong sáng thì có sử dụng được. Còn nếu mà sử dụng không
không trong sáng thì nó phải luôn ngồi theo theo cái phút âm phút dương của mình đó. Các vị ở thế gian này, tất cả những người có tiền nó xin lỗi tới mà khi vào giàu rồi đóng cửa nó cũng mở cửa đâu, cái chiều mở cửa rồi nó bỏ tiền vô đó. Còn khi mà hết rồi mở 12 giờ đêm nó cũng có ai vô. Đó là cái thế giới này là cái nhân quả vậy đi. Còn một phước tự nhiên là nó được, còn nếu mà vô phước rồi, hết phước rồi thì mở cửa sáng đêm cũng còn, đừng có lo hết vậy đó. Thầy cho con nói, chắc con nói to thầy nghe. Nghĩa là thu hút tiền bằng cách cũng sử dụng quy luật âm dương, luật vạn vật hấp dẫn. Và con ví dụ nha, sáng hôm nay, tại vì việc này con chỉ cho mấy ông tài xế xe Grab với Uber hầu như là người ta làm được. Ví dụ như sáng hôm nay anh tài xế xe Grab ảnh chạy được 200 ngàn thôi. Con nói anh suy nghĩ đi, là ngày hôm nay chạy được 2 triệu. Anh cứ tưởng tượng chiều đúng 5 giờ anh được 2 triệu. Thì anh cứ tập trung vào cái suy nghĩ tưởng tượng đó của anh, chắc chắn chiều anh sẽ đạt được 2 triệu. Thì chiều đó người ta cũng đạt được 2 triệu đúng giờ, đúng giới nó luôn. Cái đó nó có công thức. Và những người giàu trên thế giới này, họ đều dùng cái công thức đó để họ làm giàu. Nghĩa là họ sẽ tưởng tượng ra trước cái sự việc họ muốn và họ làm. Sau đó thì mọi thứ nó diễn ra theo như cái tưởng tượng đó. Và cái công thức này tất cả những người giàu trên thế giới này ai cũng làm. Và tụi con cũng bỏ cả tỷ bạc ra để đi học và cũng làm và cũng thành công. Như vậy thì đứng ở vị trí làm người thì mình nghĩ là đã làm người thì mình phải sống sao cho nó tốt, mình không làm gì sai, mình không làm gì ác. Nhưng mà mình có quyền hưởng được cái thành quả do mình làm ra. Và cái gì mình tưởng tượng một cách chân thật mà không có làm ác với bất cứ ai thì mình có tiền, mình có quyền. Vậy thì nếu mà như thầy nói, làm như vậy nó cũng sẽ bị dính vào cái tưởng, hoặc là 84.000 cái bong bóng tưởng. Con chưa hiểu là nếu là như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái công đức tu của mình hay không? Mình muốn tưởng tượng có lại điều á, cái tưởng này nó xuất phát từ đâu và ai đem cái thành quả lại cho mình phải quan trọng cái chỗ này. Còn cái vấn đề mà tạo công đức nó khác, cũng tạo tưởng thôi. Nhưng mà cái này nên nhớ một điều á, cái tưởng ở thế giới này nè nó không phải đơn giản đâu. Còn có phước, còn phước thì tưởng sẽ được đi vô. Và con suy nghĩ là hai người, một người con cũng nói y công thức mà hai, nói cho hai ba người chỉ giúp chỉ có một người được, hai người kia không được. Là sao? Là ai đem cái này lại cho con, ai đem cái thành quả từ 200 lên 2 triệu này lại. Và phải hiểu cái nguyên tắc này, nên nhớ rằng đây là thế giới nhân quả. Khi nào trong túi mình còn tiền, mấy cái ông hát xẹt á, xin lỗi á, ông đưa giấy mà 100 đô phải không, ông xẹt hai cái, ông bỏ túi ra có hai cái thôi, ông làm có hai ba thôi, biểu cái thứ ba ông làm được, thì chỉ nó đâu còn, đâu có tụng đó nữa. Cái thế giới này, nếu mà con tưởng người nào mà con có phước thì đã nói trong những cái quyển trước rồi, có nghĩa là có phước thì người ta sẽ móc túi mình đưa lại cho mình. Nhưng người nhớ rằng trong túi con có 1 triệu, 5 triệu mà con tưởng 6 lần tiền được, có 3 lần thôi, 2 lần thôi. Rồi sau đó con sẽ thấy hậu quả như thế nào. Nên nhớ một điều, sau đó thì sẽ biết. Giống như con lãnh lương tháng 10 triệu, một ngày xài 300 thì đúng. Bữa nay con xài mà 800, xài được mấy ngày. Mà nên quan nhớ là ai mang cái này lại cho mình, tưởng đúng tưởng là được, nhưng mà phải
phải có cái trong túi mình có tiền, mình có phước mới lấy được. Nên nhớ rằng tất cả những người làm cái này về sau rất khốn khổ, chứ không phải đơn giản là thế giới này ha. Còn một vấn đề mà nên nhớ một điều, dù ở đây có giàu cỡ nào, bóc lột cỡ nào, bây giờ cha bôi ghét, đi ghét 70 tỷ, đem 20 tỷ ra làm từ thiện, để làm mục đích gì? Ông không làm từ thiện nữa, ông muốn lên để nó ở. Nhờ cái mà ông giúp cho người ta cái cuộc sống nó rất khỏe, và ông đã phước đức rồi. Phước đức đủ sức cũng ở cõi trời đủ sắc rồi. Lúc 10.000 năm ông trở lại quay làm tiếp tục của chuyện còn. À, mình phải hiểu cái giới nghiệp lý này nó vậy. Bây giờ hồi xưa là tôi á, là hồi xưa là tôi làm ở trong cái ban công thương thành phố Tặng Minh Phụ. Trước khi nó bị bắt, nó lại nó xin tôi cái gì? 1 tỷ bạc tôi cho luôn. Mà nó có thoát hả? Tôi đã nói rồi, nó không nghe. Đã làm ăn được vậy thì tốt quá rồi. Nó làm nó đủ thứ, nó không tưởng nhiều quá. Sao rồi, bây giờ nhà Vũng Tàu bao nhiêu cái mất hết, nhà Sài Gòn bao nhiêu cái mất hết. Sau cùng, bởi vì ông thầy bói nó coi là mày nữa mày chết, không có chiếu, không có áo, không có chiếu, chỉ là không có hồn. Mà đang lên thủ nước bắn này, nó bắn quăng vô cái tùng tôi. Rồi gia đình thấy sẽ xin lo lót rồi đem cái hồn được cho nó vào cổ nó. À, thì nó cũng tưởng chỗ này, trời ơi cái miếng đất người ta nó 2 tỷ, nó nói ông địa phương nó giờ lừa cho 3 tỷ, ông kể đỏ cho tôi đi, nó lại bây giờ rồi có ăn được không? Sao cùng phải vậy? Vậy thế giới này là thế giới nhân quả, làm gì được đấy, nhưng mà coi chừng phục chân nào nào nữa này, à, đó phải hiểu đấy con mình, chứ không bắt đầu cái vấn đề mà thế gian này gọi là thế gian, người nào phải gian manh hết thì mới sống được. Nhưng mà nên là cái cuộc đời mình chung cuộc như thế nào đây, mình tạo quả gì đây, và tại sao có nhiều người nếu mà biết mà tiền vậy thì ai đấy, ai muốn mà thì tham nhũng gì đó. Giờ đã đóng rồi giờ sao rồi chạy đâu đó. Nhân quả thế này gọi là nhân quả, không thoát được quy luật này đâu. Giờ con hỏi tiếp đi. Chị coi nha, vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến công đức không? Cái công đức khác, thế giới này làm gì là mà con có công đức con thành thả rồi. Giống như trong tòa đi ra, con xử chung thân, mà không là nào cầm tay con, tao còn đi đâu, muốn chung gì đâu. À, trái đất này khi mà mình mất rồi, chung ấn thân mình, mà cố công đức con thần không dám đi. Ác đức phước đức thì dẹp hết. Đi ra vô trung tâm hình hành lương hồi là gì? Ác đức phước đức trở về thế giới này. Vì thế mà tất cả những vị mà vào trung tâm thiền hạnh luân hồi đều có thốt một câu: nghiệp chướng bổn lên không. Cái này cái nghiệp chướng nó vậy, ôi tại mày không hiểu, mày tưởng đâu đây. Có nghĩa là anh ở đây có giàu cỡ nào, giàu khi mày xuôi tay nhắm mắt ra để ra vô lò tiêu mà nhưng mà có đem được đồng nào vô thiêu, xin lỗi cái áo đẹp quá, cái áo 5 triệu nó không đỡ, còn cháu nó thiêu đâu, nó đẹp cháu cũng vô thiêu. Tới giờ đó mà còn vậy thì có nghĩa lý gì? Thế giới này gọi là thế giới quả. Còn phước đức nó là nằm cái công đức nó nằm riêng ngoài thế giới nhân quả này. Thì ba mặc tình ba ra, đừng có lo làm cái gì cũng được, ở đây cũng làm cái gì cũng được. Bởi vì Đức Phật có nói vậy: một tay đồ tể buông đau thành Phật. Anh có giết người giết người nào nhưng mà anh tạo công đức rồi á thì ông kia cái ông thần không quản lý anh thì anh về. Đơn giản thôi quý vị, nhưng mà phải từ từng có công đức mới về, còn không còn đứng cứ quay thì nó quay từ thế giới nghịch lý này thì mình chết rồi. Hãy tiếp đi. À, khi tới chùa Phật Lý mình xá quý thầy để công đức mình có bị bôi đen hay không? Khi mình tới chùa Phật Lý mà mình xá quý thầy á, công đức của mình có bị bôi đen hay không? Này đang có bôi mà nó dọn. Này đang bôi mà nó dọn. Đó mình biết rồi mà còn chơi cái kiểu này nữa. À.
tôi nói thiệt á, mình hiểu cái này thì mình nói xin lỗi đó. Tại làm sao Đức Phật khi ông hiểu được cái này ông là ông được gọi là 10 danh từ ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thượng thệ Phật Thế Tôn. Thì một người hiểu này là làm thầy được cả trời, chứ còn thầy là làm cái gì? Thầy cứ xin lỗi ông, ông là đậu lốt thôi mà làm sao dừng lại cái này. Mình mới hiểu cái này, thấy không? Mình đã hiểu giác ngộ được rồi thì mình tương đương rồi. Mình dám làm thầy người ta mà mình không chịu làm, nhưng mà đi lại theo vật lý là sao? Thế giới vật lý mình hiểu thì phải làm cho sự đúng thế giới này, đừng có làm sai. Cái này không phải là ngã mạn, mà đây là sự thật, nó là vậy. Rồi hãy tiếp đi. Người niệm Phật cứ tưởng là về đến cực lạc là giải thoát. Nay nghe thấy thiền tâm vui mừng chảy nước mắt, thích nghe nhưng không được truyền thiền. Người này được cấp giúp chỉ thiền tâm, và khi niệm Phật ngày đêm nghe tiếng niệm tự niệm như nước chảy không ngưng được. Người này chỉ làm công đức một cách tùy duyên và chia sẻ trên Facebook. Vậy khi chết chưa được truyền thiền, người này có về được Phật giới hay không? Hoàn toàn không được, bị cái quan tiêu nó dẫn đi à, quan tiêu giả nó dẫn đi. Có nghĩa là theo này phải dứt khoát thế giới vật lý này phải bỏ, còn bây giờ không bỏ vật lý này mình về sao được? Thì bây giờ đã tu giải thoát không chịu giải thoát cũng đi hưởng sung sướng. Cái sung sướng là gì? Nước cực lạ hưởng sung sướng cầu kỳ, mà giải thoát là dành giải thoát thì sao? Đó thì nó khó. Phải phân định rõ ràng, thiền tâm là thiền tâm, còn muốn vật lý thì phải vật lý. Cho đừng coi thế giới này không có làm cái gì được, không có gì mình thoát không quy định này được. Muốn cái gì thì phải theo cái đấy, nếu cho rõ ràng như vậy. Giờ là hết đi. Khi đọc đến quyển năm hoặc khi thấy ảnh của thiền sư Đi Đức Thảo thì nước mắt chảy ra, hiện tượng đó là như thế nào? Cái này là cảm ngộ thôi, cái chưa từng nghe, chưa từng biết, đây là gọi là cảm ngộ. Đi gọi là bắt đầu mở cửa, nếu chỉ thiền tâm bước vô, bước cửa nha, cửa hàng rào rồi. Rồi một bước vô, bước mở cửa rồi, cứ mò vô, vô chạy ra, không biết vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Tạm thời hết câu hỏi rồi, có khi nào là câu hỏi trực tiếp không? Hỏi ông Bill Gates, ông vô tình ông tạo ra được mạng Google, như vậy ông mạng Google cũng giúp cho cái pháp môn giác ngộ giải thoát được lan truyền khắp nơi trên thế giới. Như vậy ông Google, ông Bill Gates có tạo được công đức có về Phật giới được không? Nếu mà ông ở lên cõi cực lạc, như vậy là ông có phải 10.000 năm sau khi mà ông ta dịch ra ra đời thì ông cũng làm một nhiệm vụ là tạo ra cái mạng Google để mà làm thế gian mình lên cao, để mà giúp cho pháp môn giác ngộ giải thoát được lan truyền như ở trong cái thời kỳ này không? Xin hết. Ông phát hiện ra cái mạng không gian thì ông tạo ra cái Google giúp cho tất cả cộng đồng như chúng người ta có thể chia sẻ các pháp môn thiền tâm. Vậy thì ông Bill Gates có công đức hay không? Có công đức, nhưng mà ông biết ổng giống như sao lại phát hiện có nhưng mà nếu không biết muốn mà muốn kiểu đó thì phải học cho xong cái quy luật vật lý này và trường truyền tiền thì mới giải thoát được. Còn không có thì cái nhiệm vụ ổng có tấu có phước đức, ổng lên nó ở 10.000 năm rồi sau tới 10.000 năm sau ổng trở lại đây, ổng phát minh tiếp. Ông lấy trên nền văn minh không gian xuống, ông phổ biến ra, cứ làm vậy đời này qua đời khác thôi. Đời là một cái vòng ngược, đời của trái đất á, quy lịch 10.000 năm cứ làm vậy. Chứ còn muốn giải thoát thì phải rõ ràng. Bây giờ ông tự làm, ông có công đức đó nhưng mà không biết. Giống như ông sẽ được phát cái đâu có biết vậy đâu. Đời ông Thích Ca, ông chỉ là ông đó đã có rồi đó. Ông bây giờ mới ghét vậy, có ai chỉ đâu. Ổng cũng vô tình nghĩa là phổ biến thôi.
chứ nếu bọn biết ông đi vô đây rồi ông học đi rồi công thức về đi rồi học khi truyền tiền mấy ông này truyền đặc biệt chứ không phải truyền ấy đâu, chứ không phải truyền đại chúng, ông này gọi truyền đặc biệt giống như là các vị tổ mà truyền riêng, giống như là ngũ tổ mà truyền ngũ lương tổ truyền riêng, không ai biết. Nếu có những người này không có phải tập trung được đâu. Nhưng mà trước khi truyền là phải hỏi có đủ tư cách không, hay là muốn đi nữa, hay muốn đợi sau có làm giàu nữa. Đặc biệt một gì này, vì thế mà trong tất cả những vị tổ đặc biệt thì không có người nào thứ hai. Rồi con hỏi tiếp đi. Trên cõi cực lạc thì tuổi thọ 10.000 năm. Vì 10.000 năm của nước cực lạc có liên quan gì tới một vị Phật ra đời ở đó? Cứ mỗi 10.000 năm lại ra được một vị Phật. Đến đến đây 10.000 năm 10.000 năm một lần, 10.000 năm một vị Phật ra đời thì nó tương đương với cái cõi trình độ, trình độ một đời người ở trong đó, nó tương đương cái đất bị hủy diệt một lần. Vì thế mà những người trên đó, đó khi mà người ta bỏ cái thân người nên nhớ rằng hoàn toàn họ còn nhớ hết tất cả những một phước đức lớn đó, hoàn toàn không có vô thay tiên nữ mà ở ngoài cái ấy rồi, ở ngoài hoa sen thôi, sinh ra bằng hoa sen thôi, giống như một vị Bồ Tát chứ mới nhỏ rồi. Vô ghét nó thuộc về một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát từ thiện, còn Bồ Tát Quan Âm là đồ hộ, còn đây là từ thiện. Vì thế mà dê đó người ta biết được bắt đầu ở trên đó, ta không có xác định là phải đúng 10.000 năm, và đến khi nào mà cái nền văn minh đó người ta thu được thì ông phải trả lại đúng thời kỳ tôi ổn chọn. Nên nhớ là không có phải sanh bởi tiên mẹ đâu, mà sanh ở trong hoa sen, giống như ông là giống như Quan Âm Bồ Tát, không có vô quên liền, vô tử cung mẹ tiên là quên liền. Vì thế mà đặt căn mà xuống đây cũng quên, thì vô tử cung người mẹ quên của thế gian mà không quên. Chứ trước đây không biết là vô cũng chọn chỗ luôn á. Ông thần còn phải nể mà, ông thần còn phải nể ông muốn đâu mà cho đó, là giống như người giàu á, bạn mua đất đâu á thì nhà nước cho bán đó. Còn nghèo tôi phải xuất lại chấp hạn. Rồi hỏi tiếp đi. Nay con muốn giải thoát đã bỏ niệm Phật và tu theo pháp môn thiền tâm, nhưng không ngừng được tiếng niệm Phật trong tiềm thức khi thanh tịnh tự nó trỗi lên, vậy làm thế nào? Mở máy nghe hoài. Mở máy ra nghe, mở thiền tâm nghe hoài thì tự nhiên nó hết. Giờ con muốn mấy cái này con mở nghe bài ăn gì Phật, mở nghe, mở đúng một tháng biểu ra cái gì chạy luôn, cái chạy mà cái địa bài chỉ lạ nó bóc luôn, con nghe hết đi. Rồi hút đó bên đây nó chạy bên đây nếu mà cái niệm ba di đà bởi vậy là nó gì, nó theo quy luật vật lý, còn bây giờ đưa cái này nó phá vỡ vật lý thì tự nhiên hơn đó. Giờ chép lên cái bài an di phật đi. Thứ năm này là cái cô mình ở tên Bình Dương đó có lễ an di phật, cố gắng tìm xin được các bạn cái bài đọc với cô mình bây giờ không. Đó, thứ năm này là an di phật kia đó, tìm được một cái bài để về mở đi, mở thành viên bỏ thì tám dương mà được âm thua, cái này là được dương cực mạnh phá hết. Giờ biểu hồi đó mà vừa nằm nó niệm vậy mẹ đang nghĩ nó không đâu rồi nó không nghĩ ra đấy. Rồi hãy tiếp đi. Mời bà vị tiếp theo. Là khi quý vị tắt thở đi vào giấc ngủ ngàn năm, sau 5 phút thức dậy thì cho con hỏi là cái thanh điện từ thức dậy hay là cái thanh tứ đại ạ? Thức dậy ạ, tỉnh dậy ra thì vậy cái thanh tứ đại này nó thức dậy hay là cái điện từ thức dậy? Tức là
khi cái người mà vào khi mất thân á, và khi 5 phút sau á tỉnh dậy thì cái thân tứ đại này tỉnh dậy hay là cái điện từ nó tỉnh dậy? Thân tứ đại nó mất chết rồi còn tỉnh. Nó cái trung mất thân thức dậy và tùy theo. Ví dụ mà trong dòng là con nhãn sanh á, họ con về Phật giới á thì 5 phút. Còn về các cõi trời nó khi nó chậm hơn chút. Còn xuống địa ngục á nó cũng chậm chút. Còn cái mà ở trong dòng tộc á thì nó phải mấy ngày để nó có thức được. Vì thế là ta có cái vụ mà cúng cơm 3 ngày đó, nó uống 9 ngày đó, thì nó tới độ này. Có nghĩa là trung ấm thân mình nó thức dậy mà lúc đó mình mang con người không phải tứ đại nữa, mà mang con từ bằng điện từ âm dương, thấy bằng điện từ à. Chứ không tứ đại thì sao thoát dậy được, tứ đại mà sống dậy thì ta nói mình chưa mà lột xác. Nó coi chừng cái này à. Tất cả là mình chuyển thể rồi, đi về Phật giới nó khác, đi lên các cõi trời nó khác. Thì trong đó, trong cái giải đáp và trong cái dặn dò đó, trước khi mình thấy cái gì, 12 con đường rồi hồi thấy cái gì, một con đường số 13 thấy cái gì, trong đó ra nhưng mà có giải thoát rồi đó, giải thích rồi đó. Đó là dặn dò đó. Tiền thiền, chú nhân này có tiền là chữ người ta có tiền, lên cố gắng tìm cái này nha, để cho rõ thông cái này. Dạ, anh coi xem. Dạ, mời vị tiếp theo. Chị này hỏi là niệm Phật mà niệm trong tâm chứ không có niệm ra lời, vậy thì sao? Tâm là cái gì? Chữ đó là niệm pháp trần chứ không phải niệm tâm đâu. Pháp trần là tiếng nhỏ, là tiếng rất nhỏ, và tiếng pháp trần không có tâm không có niệm được, mà pháp trần niệm. Nên nhớ là coi chừng đấy, dù cái gì cũng thế giới này thì theo quy luật kiện lý thì chứ phải tâm để tâm không có tâm là cái tim không có niệm được, mà pháp trần niệm. Nên nhớ là cái tánh con người, tiếng nói của con người nó nương vào tiếng nói của tánh Phật và nó niệm, gọi là niệm pháp trần. Nằm ở trong thế giới nhận lý này, chữ trần là nhỏ nhất, pháp là tiếng nói thế gian này nhỏ nhất, chứ không có gì lạ đâu. Dính là thế giới này, nó dính cái gì? Vừa dũng đông là đã có nhân quả rồi, vừa A Di Đà là có rồi, vừa chéo cái cảnh lên là bị rồi. Chờ làm sao? Tiền tông bây giờ nó phân tích rồi, nó biểu được có tu, biết chữ trường đã về một kéo thôi. Rồi người ta không hiểu, người ta nói là tiền tông nó xóa hết, không phải. Anh muốn tu, tu ai rằng. Nhưng mà tao giải thích cho mình nghe. Rồi, hỏi tiếp đi. Mời vị kế tiếp. Mời vị kế tiếp ạ. Chia sẻ cho người trong gia đình mình, nếu mà người trong gia đình không chấp nhận cũng như mà họ phản bác thì như vậy thì có bị đôi đen không? Sao là chị hỏi lại? Ừ, có nghe con lặp lại đi. Thôi để con lặp lại. Cái cô nãy cô nói là chia sẻ cái đường 12, đường 11 với con đường thế giới Phật giới, mà chia sẻ với trong gia đình của cô, nhưng mà gia đình không chấp nhận mà phản đối thì cô có bị đức con? Nghĩa là không, người ta không đồng ý được được à, bởi vì nó phải có kỹ, cha mẹ không được nữa, ổng là ổng bảo là kiểu là mình muốn trở về là lo mình. Thế giới này tự nhiên mình vô đây mình kêu bả bằng mẹ bằng cha là vì cái nghiệp, tới cái này muốn tự động muốn chạy về thì phải tự chạy đi, chứ còn kéo là chi kéo rồi động kéo chứ xình luôn đó à, có nghĩa là do cái nghiệp con mới làm con, làm con. Còn nói xong thôi bây giờ rồi ạ. Nếu mẹ giờ thích thì ấy không được thôi. Đây là do cái nghiệp sống với nhau nè, thì bất cứ cái gì cũng bị bọn đèn hết. Dạ rồi.
con thấy pháp môn thứ sáu này rất hay, làm cách gì để giúp cho các cái vị ở hàng xuất gia bỏ được cái ta để học pháp môn thứ sáu, biết con đường giải thoát? Ông Phật còn bó tay, tôi cũng bó chân rồi. Dạ, mời vị tiếp theo. Mới nói sờ mà ông chửi mấy cái ông tiến sĩ ông chửi nát. Dạ, làm sao giúp cụ? Trời ơi, nó cái người ở ngoài Phật tử nói có tóc để làm sao, mà mấy ông giờ lại nói nó chữ lắm á, từ mà ông dám nghe luôn á, mình sợ ông mang cái nghiệp con cái gì cái đống mình nó không có gì đó. Thì thôi kệ, cố gắng đi, mình lo mình dọn cho mình đi, còn đừng có kéo theo chi cái Phật tâm. Mình tạo công đức thì tìm cái người bình dân để tạo, người có tóc, người có khi con gái của con đọc sách thiền tâm và nghe đĩa thiền tâm, con thấy nó nướng như thay đổi giới tính, lì, nó không nghe, đó là vì sao? Dù như con gái của con đọc sách và nghe đĩa của thiền tâm, con thấy nó dường như muốn đổi thay đổi giới tính, lì, nói không nghe, vậy đó là sao? Nó âm quá rồi, giờ này chịu nổi thì nó cứ quậy như vậy thôi. Ta đừng có rớt, ta nói là con, bây giờ cha mẹ vậy nên ta không được thôi. Mỗi người ra đây là bổn phận duyên nghiệp, duyên nghiệp và làm cha, làm mẹ, làm chồng con thôi. Chứ nhưng mà mình anh ai mới lo. Tiền tông luôn kéo, trường dân lý là kéo được à, còn tiền tông dớt hoàn toàn. Bệnh này nó chạy, chạy biết khỏi rồi cơ. Nó đừng có kéo kéo rồi chín lại lại luôn á. Trời ơi, chín. Con này cũng có cơ. Con mở cái bát môn thiền tông này á. Mà mới đầu nhà con á, thì người nhà nghe á, thì giống như là họ con cũng quậy dữ lắm. Mới đầu quậy, nói chung là quậy lên hết. Nhưng mà cuối cùng thì giờ con thấy im hết rồi, con vẫn mở. Thì là con cũng mở đó. Thì xong rồi giờ anh thấy khi thời gian thì thấy coi như là mình mở ta mình cũng nghe cái phim hết vậy thì mình có mở tiếp không hay là sao? Trước chỉ biết cái pháp môn thiền tông này về mở máy lên á, gia đình nó cũng quậy vậy lắm, nhưng mà bây giờ sau này mở máy lên á thì họ cũng nghe rồi cũng im, vậy thì mình có tiếp tục mở hay không? Im bắt đầu im á. Đấy là im. Nó sớm cái áp á, bây giờ nó từ mở được. Thường thì mở một nghịch, nhớ đừng có bỏ. Nghịch thì nên tuôn mở nhỏ nhắc vài lần. Giống như xe bỗng chạy, nhấc ra vài cái nó chạy. Cái nhớ bởi nguyên tắc thế giới này khó phá mở thì chứ không có dễ đâu. Mà con người ta phải ngã chắc nó rồi, thôi đừng có mong, đừng có mong. Đừng có mong phá vỡ cái thế giới vật lý này. Giống như sóng biển, đừng có mong người cản á. Sóng biển là ai đem cái chút xíu về là cản sóng biển. Thế giới này tí là phải dễ rồi. Dạ, con hỏi dùm một cái cô ở ngoài Bắc đó là cổ con đọc nguyên văn. Con ở ngoài Bắc tự tu không hề đến chùa vì thấy các thầy toàn thu tiền khi cúng cho người mất, con chán lắm. À, vậy ở ngoài Bắc không vào được chùa thiền tông, cho con hỏi ở ngoài Bắc có nơi nào truyền thiền không ạ? Tại cũng không có thông tin. Tức là có một vị ở ngoài Bắc hỏi bây giờ không có điều kiện để đi vào ngôi chùa thiền tông ở Long An, vậy thì ở ngoài Bắc có ngôi chùa nào truyền thiền hay không? Chưa. Giờ ở Việt Nam mình có ngôi chùa thứ hai mà chưa một lần. Thì hiện tâm rằng là đã có ngoài Bắc á, có ngôi chùa rằng còn tất cả như là thiền tâm sách mà hoàn toàn không có chùa nào có giấy, duy nhất chỉ có một cái chùa có giấy ở quốc ngoài nha. Nhưng mà nên nhớ là chưa hoạt động, chưa tới thời kỳ. Còn bây giờ truyền thiền không được á, không vô thì cứ gửi hồ sơ cho ta truyền tới ngày đó coi trên mạng, hoặc là nhờ người trong này đâm cũng được, người đó phải xem. Thấy không? Nhớ là người trong này đọc. Nếu hỏi tốn tiền, nhưng mà phải trực tiếp nghe để
Bởi vì truyền thì trong lại thì Đức Phật có biết được, nó mới dẫn mình về. Còn nói đúng ra ngoài Bắc đó thì nó có cái ngôi chùa rồi, nhưng còn chưa hoạt động được. Đầy đủ có giấy tờ hết rồi. Thấy không? Chứ chưa có thứ hai. Giờ hỏi tiếp. Dạ mời. Nãy con có nghe thầy bày là có lớn lớn cái sử dụng cái chiêu dụ mà nâng cao cái người mà nâng cao quan điểm của cái người mà mình muốn độ cho người ta đó, thì con muốn hỏi thầy là con đem quyển sách mấy quyển sách của thầy con được có đó, con để cho người thầy của con trước đây á, con nhờ người thầy đã giải, không biết là có được hay không. Hôm nay tức là dùng những quyển sách thiền tâm này là về chia sẻ lại cho các vị thầy của ngày xưa con á, có được hay không? Cái này mấy ông tu không muốn chia sẻ được. Tức là nhờ thầy á, tức là giống như mình dùng cái thuật đó giống như mình đi lừa người khác ở bên ngoài á, cũng như giờ cũng như người ta dạy đọc và hiểu dạy cho mình. Không được. Đã dính rồi cái ngã chấp, đã dính rồi đường cũng rồi. Không chưa nên Đức Phật nói là từ rất nhiều lần Phật trước mà do vì tu không được. À, mà người ngoài thường bình thường mới được rồi. À, bây giờ đó người ta đã tâm ba cái giải chấp nữa, nghe là cái này được, người ta nghe thì coi chừng bây giờ muốn đổ dễ ở cúng mỗi 10 triệu được, đánh lấy 10 triệu coi đây dài bữa cũng hoàn hảo được, phải hiểu như đó những cái vật lý này là không có lừa được người ngoài được, lừa mấy ông đó từ ngày đầu chạm. Và vị tiếp theo nếu không ai đặt câu hỏi thì con chị chùa xin dùng quyền đáp ngày hôm